Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 21. Long Gia không còn cách nào khác đành từ bỏ sách lược này để không gây ác cảm với Tiêu Thấm. Nếu đã không thể kết thành lương duyên, vậy kết thành Kim Lan. Nhiệm vụ này cuối cùng rơi vào người Long Diệc Tuyết. Vì Long Diệc Tuyết là con gái nên Tiêu Thấm sẽ không quá cảnh giác với cô ấy, và mối quan hệ giữa hai người thực sự rất tốt. Tiêu Thấm đã giới thiệu xong. Long Diệc Tuyết bình tĩnh nhìn Lục Vân, đó hào phóng vươn tay nói hai chị em xa cách nhau nhiều năm như vậy, thật mừng khi có thể gặp lại nhau. Xin chào, chị tên là Long Diệc Tuyết. Lục Vân đưa tay ra bắt, chạm nhẹ tay xong tách ra, trông vô cùng lịch thiệp. Trên mặt Long Diệc Tuyết cũng không có nhiều biểu cảm. Ba người trò chuyện một hồi, đạo diễn Trần Túc Trần chờ đi tới bên này nhưng anh ta cũng dám tới gần mà chỉ đứng chờ ở cách đó không xa. Thấy Trần Túc như vậy, Tiêu Thấm biết rằng đã đến lượt mình diễn. Vì thế, cô cười nói Tiểu Lục Vân, Diệc Tuyết, hai người cũng coi như là quen biết. Chị đi quay nốt cảnh diễn trước đã nhé. Nói xong, cô đi về phía Trần Túc. Trần Túc cười nói, cô Tiêu, không cần vội, chúng tôi có thể chờ. Chúng ta đi quay trước cho xong đất. Tiêu Thấm lắc đầu, cô làm sao có thể để cả đoàn phim chờ đợi mình được. Chuyên gia trang điểm chạy tới chỉnh trang lại giúp Tiêu Thấm. Tiêu Thấm luôn trang điểm rất nhẹ, từ trước đến nay mỹ nữ chân chính không cần lớp trang điểm quá dày mà giống như một đóa hoa phù dung trong veo tự nhiên. Vì thế, Tiêu Thấm trang điểm rất nhanh và nhập vai cũng rất nhanh. Lục Vân không thể không khen ngợi, chị Sáu đúng là diễn viên trời sinh, kỹ năng diễn xuất không cần phải nói. Mỗi lần Lục Vân đến thăm đoàn làm phim, hắn ngồi một bên xem chị Sáu diễn. Hắn phát hiện hầu như chị Sáu chỉ cần diễn một lần, xử lý các đoạn khó rất tốt. Những phân cảnh diễn bị ân quay lại là vì cô cảm thấy không hài lòng. Đó chính là một kiểu thiên phú. Cậu cũng không tồi đâu. Lục Vân vừa mới khen chị Sáu xong, Long Diệc Tuyết ngồi bên cạnh đột nhiên nói khiến cho Lục Vân hơi giật mình. Hắn quay sang nhìn cô ấy với vẻ kinh ngạc. Cậu cũng không tồi, vậy là sao? Long Diệc Tuyết cười lạnh nói, cậu diễn vẻ lịch thiệp cũng không tồi. Vừa nãy khi Tiêu Thấm ngồi bên cạnh, thái độ của Long Diệc Tuyết đối với Lục Vân không quá nhiệt tình nhưng ít ra Lục Vân vẫn cảm thấy thoải mái, nhưng vào lúc này, Long Diệc Tuyết giống như một người khác. Cô ấy liếc nhìn Lục Vân với vẻ lạnh lùng. Lục Vân sầu não nói, chị nói vậy là không đúng rồi. Sự lịch thiệp xuất phát từ tâm, sao chị có thể nói là em diễn được chứ? Làm gì có ai thể hiện sự lịch thiệp được như hắn chứ? Mặt dày mày dạn. Long Diệc Tuyết không khách khí mắng một câu, nếu như không phải lộ ra từ trong ánh mắt của cậu thì tôi đã bị biểu hiện của cậu lừa gạt rồi. Đã nói đến vậy, làm sao Lục Vân có thể không phản ứng lại? Đây là chuyện đã từng xảy ra với Miêu Nhân Phụng. Trực giác của người phụ nữ này quá lợi hại rồi. Lúc đó Lục Vân đang ngồi, Long Diệc Tuyết đi tới. Lẽ ra cô ấy không thể nhìn thấy ánh mắt của Lục Vân nhưng cô ấy thực sự cảm nhận được sự phù phiếm của hắn. Thế nhưng, điều này có thể trách được Tiểu Lục Vân sao? Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng Long Diệc Tuyết cũng giống như những người phụ nữ phù phiếm trước đó cho nên định dùng phù phiếm đánh bại phù phiếm, nhưng ai ngờ Long Diệc Tuyết lại là một cô gái ngay thẳng. Sau khi biết cô ấy là bạn của chị Sáu, thái độ của hắn đối với cô ấy có phần tôn trọng hơn. Từ lúc Lục Vân nói ra tên tuổi của mình, rồi bắt tay với Long Diệc Tuyết cho đến sau đó trò chuyện không ngừng nghỉ, tất cả đều toát ra một phong thái lịch thiệp mạnh mẽ. Vô cùng hoàn hảo. Chỉ có chuyện hiểu lầm lúc nãy là không tốt, ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng. Ấn tượng đầu tiên của Long Diệc Tuyết về Lục Vân rất tệ, vì vậy cho dù sau đó hắn có cư xử nghiêm túc và lịch thiệp đến đâu, Long Diệc Tuyết vẫn cảm thấy hắn đang đóng kịch, đang giả vờ. Lục Vân chỉ biết sờ mũi cười khổ. Chuyện này khó giải thích lắm, càng giải thích chỉ càng đen thôi, vì hắn thực sự đã nhìn chằm chằm vào chiếc quần sót denim kia. Đáng bị mắng. Thấy Lục Vân im lặng, Long Diệc Tuyết cho rằng hắn chột dạ nên càng khinh thường hắn hơn. Loại đàn ông này cô đã gặp nhiều rồi, nếu không phải nể tình hắn là em trai của Tiêu Thấm, thì Long Diệc Tuyết đã không thèm nói một lời nào với Lục Vân nữa, chứ đừng nói là ngồi đây nói chuyện bấy lâu. Hai người im lặng, bầu không khí cũng trở nên có chút ngượng ngùng. Mãi đến một lúc sau, người như Lục Vân sẽ không vì một hiểu lầm nhỏ như vậy mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cuối cùng, Long Diệc Tuyết là người phá vỡ giả im lặng. Vốn là chuyện của Tiêu Thấm, tôi là người nhà họ Long cũng không có lý do gì để can thiệp,
nhưng bây giờ tôi thật sự không thể không nhắc nhở anh một câu, nếu anh thực sự muốn tốt cho Tiêu Thấm thì đừng nhúng tay vào, cũng đừng đến thăm mỗi ngày như vậy, rất dễ bị người khác bắt lấy không buông. Chuyện của Tiêu Thấm và em trai Lục Vân là chuyện riêng tư của cô, Long Gia cũng không tiện hỏi tới. Nhưng đứng dưới góc độ cá nhân, Long Diệc Tuyết không thể không nói vài lời. Vốn dĩ bầu không khí đã có chút lắng xuống, nhưng sau khi Long Diệc Tuyết nói điều này, Lục Vân lại có chút hứng thú, hắn cười nói, chuyện tôi và chị nhận nhau đã công khai rồi, tại sao lại phải sợ bị bắt gặp? Ngây thơ, Long Diệc Tuyết chế nhạo nói, anh không biết vòng giải trí phức tạp cỡ nào, cho dù anh vô tội cũng không thể nào chống lại được kẻ có tâm phỉ báng. Sự xuất hiện của anh chẳng có lợi ích gì cho Tiêu Thấm cả, ngược lại chỉ biết kéo Si Căng Đan đến cho cô ấy mà thôi. Người có tâm mà cô nói là Lý Lộ đúng không? Lục Vân đột nhiên nói. Long Diệc Tuyết ngạc nhiên nhìn Lục Vân, nếu anh đã biết tới Lý Lộ thì anh cũng nên thức thời giữ khoảng cách với Tiêu Thấm đi. Lý Lộ rất trâu bò sao? Trâu hay không cũng không thể tùy tiện chọc tới. Nếu như tôi nói, tôi đã chọc tới rồi thì sao? Anh nói cái gì? Sắc mặt Long Diệc Tuyết đột nhiên biến đổi, trợn to hai mắt nói, anh đang đùa đó sao, tôi nói cho anh biết, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Đương nhiên Lý Lộ không đáng sợ, đáng sợ là Đàm gia, nói chính xác hơn, kẻ đáng sợ nhất là người chống lưng cho nhà họ Đàm, Bạch Long Vương. Tôn giả cảnh không phải là trò đùa. Trong những năm qua, mối quan hệ giữa nhà họ Long và nhà họ Đàm đã đạt đến một mức độ cân bằng rất phi diệu, cái cân bằng này được thể hiện trên nhiều phương diện. Mối quan hệ giữa Lý Lộ và Tiêu Thấm cũng có thể coi là một kiểu cân bằng này. Lý Lộ luôn tìm cơ hội để bôi nhỏ Tiêu Thấm, nhà họ Long biết, đỉnh điểm là sau khi Lý Lộ gả vào nhà họ Đàm, những chiêu trò bẩn của cô ta càng diễn ra thường xuyên hơn. Nhưng Long gia rất ít khi can thiệp vào. Một mặt là do Lý Lộ chưa có hành động gì quá giới hạn, tuy rất thù dai nhưng cô ta vẫn giữ lý trí, không chọc giận Long gia. Mặt khác, là vì chính Tiêu Thấm đã nói cây ngay không sợ chết đứng, cô không sợ bị bôi đen. Sau một thời gian dài chiến đấu bí mật như vậy, Lý Lộ vẫn chưa bắt được bất kỳ manh mối nào. Đó là cũng có thể coi là mốt sư cân bằng. Lục Vân nói hắn đã khiêu khích Lý Lộ rồi, xung đột nhỏ thì không sao, nhưng nếu xung đột lớn nổ ra, rất có thể sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Nhìn khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh như băng của Long Diệc Tuyết, Lục Vân cảm thấy thật buồn cười. Cố ý cười to nói, tôi không đùa với cô đâu, người phụ nữ tên Lý Lộ này thuê người nhắm vào chị gái tôi suốt ngày, đương nhiên là tôi không thể nhịn được rồi. Ngu ngốc! Lục Vân, tôi đã nghe chị Hồng nói anh là một võ giả, có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến anh to gan như vậy, nhưng anh có biết sau lưng của Lý Lộ là nhà họ Đàm, mà người chống lưng cho nhà họ Đàm là một vị tôn giả cảnh. Bản thân anh cũng là võ giả, không cần tôi giải thích cho anh biết, tôn giả cảnh là thế nào đâu đúng chứ? Bây giờ có hai loại tin đồn về Lục Vân, một nói hắn là võ giả, một cái khác là nói hắn là người tu luyện. Những người nói rằng hắn là võ giả chính là nhóm người những người đã tận mắt chứng kiến Lục Vân cõng Tiêu Thấm lên núi, giống như chị Hồng. Còn những tay săn ảnh bên ngoài đoàn làm phim chính là người đã nói hắn là người tu đạo. Công tác bảo vệ của ekip sản xuất vẫn khá tốt, bình thường những tay săn ảnh đó rất khó lọt vào trong được, chỉ có thể bí mật chụp ảnh từ rất xa. Còn chất lượng của hình ảnh chắc chắn là không quá rõ ràng. Hơn nữa, ngày hôm đó Lục Vân đã che mặt, ngay cả khi các tay săn ảnh ngồi xổm bên ngoài đoàn làm phim chụp được cảnh này, họ sẽ chỉ nghĩ rằng đó là các diễn viên trong đoàn, treo người trên dây để hành động. Vì vậy, bọn họ không nghĩ tới việc Lục Vân là một võ giả. Còn lý do tại sao họ đồn đại rằng Lục Vân là người tu đạo, thì đương nhiên, là do họ suy đoán ra từ sau khi thấy mấy tay săn ảnh liên tục vào đồn uống trà. Long Diệc Tuyết đã nghe chị Hồng nói rằng Lục Vân là một võ giả, nhưng cô vẫn không thể không mắng hắn. Dù có là võ giả thì vẫn không là gì trước một tôn giả cảnh. Long Diệc Tuyết tiếp tục lạnh lùng mắng, anh tưởng là anh đang giúp đỡ Tiêu Thấm sao, kỳ thực là anh đang hãm hại cô ấy đấy, lại còn ra vẻ công lao rất lớn, tại sao anh có thể làm được như vậy thế hả đồ ngu ngốc? Ngu ngốc! Lục Vân sắc mặt đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Đây là lần đầu tiên Vân Thiên Thần Quân vĩ đại bị mắng là đồ ngu ngốc. Thật thú vị. Lục Vân chẳng những không tức giận mà càng ngày càng thấy thú vị. Người phụ nữ trước mặt anh khiến Lục Vân nhớ đến một người bạn cũ. Cố An Kỳ. Cố An Kỳ lúc trước cũng vậy.
Khác biệt duy nhất là Cố An Kỳ xuất phát từ lợi ích của bản thân, còn Long Diệp Tuyết tuy rằng cũng đứng trên lập trường của Long gia, nhưng lúc này, cô xuất phát từ sự quan tâm đến Tiểu Tần nhiều hơn. Vì vậy, ngay cả khi Long Diệp Tuyết mắng hắn là đồ ngu ngốc, Lục Vân vẫn không thể ghét cô ấy. Lục Vân cười nói, ý cô là, việc Lý Lộ cử người theo dõi chị gái tôi cả ngày, tôi có biết cũng không được làm gì. Kể cả tôi có bị paparazzi theo dõi, thì tôi cũng nên tiếp tục im lặng. Nếu anh không thích bị paparazzi nhìn chằm chằm thì đừng có đến rảnh rỗi là đến thăm đoàn phim nữa. Tiêu Thấm là chị gái tôi đến thăm thì có vấn đề gì chứ? Anh là đồ thiểu năng. Cho dù anh là một võ giả thì cũng là một võ giả thiểu năng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người ta nói rằng từ khi một người phụ nữ bắt đầu chửi người trở về sau, có nói lý với cô ta cũng vô ích, nhưng hôm nay Lục Vân vẫn phải lý luận với Long Diệp Tuyết. Theo những gì cô nói, chỉ cần Lý Lộ không làm điều gì quá khích, thì cô cứ để cô ta muốn làm gì cũng được. Có nghĩa là phải đợi đến khi Lý Lộ làm tổn thương chị Sáu của tôi mấy người mới có chuyện để làm. Nếu thực sự để đến lúc đó, phản kích lại còn ý nghĩa gì? Lục Vân không thích bị động, đối mặt với nguy cơ, hắn luôn chủ động xuất kích trước. Nếu không động chính là đồ con rùa, không thể nào. Long Diệp Tuyết phản bác, Lý Lộ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cho dù cô ta đã gả vào nhà họ Đàm cũng nhất định không dám chọc giận Long gia chúng tôi, nếu không cô ta đã ra tay từ lâu rồi. Chỉ cần hành vi của Lý Lộ vẫn nằm trong phạm vi Long gia có thể chấp nhận được, thì những hành động của cô ta cũng không khác gì mấy tên chó săn kia. Những tên chó săn bình thường chỉ viết một số bài báo bôi xấu để kiếm lưu lượng truy cập, còn những tên do chính tay Lý Lộ bồi dưỡng thì chỉ tập trung vào một mình Tiêu Thấm. Nhưng bản thân Tiêu Thấm không quan tâm. Lục Vân nói, bởi vì Lý Lộ vẫn chưa ra tay nên cô ta mới là mối đe dọa tiềm ẩn. Cô ta đã nhìn chăm chăm vào chị gái tôi rất lâu rồi nhưng vẫn không tìm được bất kỳ thông tin nào mang tính quyết định. Lỡ như một ngày nào đó cô ta không còn kiên nhẫn thì sao? Cô không phải Lý Lộ, làm sao cô biết Lý Lộ nghĩ gì? Không có lỡ như, không phải ai cũng thiểu năng như anh đâu. Lại mảng người. Mang người nữa rồi. Ban đầu Lục Vân nể tình Long Diệp Tuyết là bạn của chị Sáu, nên đã tôn trọng cô ta để tạo ấn tượng tốt một chút, nhưng rõ ràng người phụ nữ này càng mang càng nghiện rồi. Tới mức này rồi còn có thể nhịn được không? Lục Vân không thể chịu đựng được nữa, vì vậy. Hẳn lập tức làm đầy thêm điểm thiên phú công kích bằng lời nói, hẳn nói, cô nói không có lỡ như sao, tôi xế cho cô một ví dụ đơn giản, ví dụ, hai chúng ta đang ngủ. Ai muốn ngủ với anh? Long Diệp Tuyết lập tức cắt ngang. Lục Vân không quan tâm cô ấy nói gì, hẳn quát im đi. Tôi đã nói là ví dụ, hai chúng ta đang ngủ, nếu tôi nói không muốn làm điều đó, nhưng 99 lần đầu thì tôi có thể không, nhưng mà... Có phải cô đã quá tin tưởng vào khả năng khống chế của tôi rồi không? Cô cũng cho rằng chuyện này cũng không thể nào có lỡ như sao? Nếu đến lần thứ 100, tôi ăn nhiều một chút hàu và cật cừu. Tôi mới thâm nhập vào thì sao? Trên đời này không bao giờ có chuyện gì là tuyệt đối. Nếu cô dám nói Lý Lộ sẽ không bao giờ ra tay, điều đó chỉ chứng tỏ cô quá ngây thơ. Cô là một bông hoa lớn lên trong nhà kính. Rõ ràng cô không ra ngoài trải nghiệm, làm sao cô biết mình xấu như thế nào? Long Diệp Tuyết mở to mắt, thân thể mềm mại run rẩy, chỉ vào Lục Vân, anh gì mà anh, cô thấy tôi nói hợp lý quá nên không còn lời nào bác bỏ được đúng không? Nếu tạm thời cô không nghĩ ra được lời nào để phản bác tôi, thì tôi có thể cho cô thời gian để từ từ suy nghĩ, nhưng đừng nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như vậy, người không biết còn cho rằng tôi đã làm gì cô nữa. Anh thật vô sỉ. Long Diệp Tuyết chỉ vào Lục Vân lắp bép một lúc lâu. Cuối cùng chỉ có thể mang được một câu vô sỉ. Lục Vân lắc đầu, nói, như vậy là không được, cô không thể chỉ vì không đánh lại tôi mà cứ tùy tiện mang chửi, chúng ta đều là những người văn minh, phải giao tiếp văn minh, còn việc cô chửi người khác như vậy là quá đáng. Tôi quá đáng. Long Diệp Tuyết suýt nữa thì bật khóc trước lời nói của Lục Vân. Cái này là không biết xấu hổ cỡ nào chứ, hẳn còn mặt mũi nói chuyện giao tiếp văn minh à, hơn nữa hắn còn nói cô quá đáng. Đúng là quá vô liêm sỉ. Lục Vân thừa thẳng xông lên, nhìn cô như vậy, hình như rất không phục với cách nói vừa rồi của tôi, nếu cô thấy không được, tôi có thể lấy một ví dụ khác cho cô xem. Cô cho rằng Lý Lộ không dám đi quá xa vì sợ Long gia của cô,
nhưng nếu một ngày nào đó Long gia của cô Sa Cơ thất thế thì sao? Bây giờ Long gia của cô uy danh hiển hách, nhưng cô vẫn không dám loại trừ loại uy hiếp này, vậy đến khi Long gia của cô xuống dốc, có phải đến lúc đó cô càng không có cách nào bắt được Lý Lộ đúng không? Đến lúc đó chị sáu của tôi mất đi chỗ dựa là Long gia các người, Lý Lộ còn có thể nhịn tiếp sao? Lục Vân cảm thấy mình đã giành được phần hơn, hoàn toàn áp chế được Long Nhất Tuyết, khiến cô không gượng dậy nổi, chỉ biết run rẩy. Tí tách! Một giọt nước mắt của Long Diệc Tuyết bất ngờ lăn dài trên má. Lục Vân sững sờ trong giây lát. Khóc! Cô gái này rõ ràng trông đâu có yếu ớt như vậy, chẳng lẽ những gì hẳn vừa nói quá đáng quá sao? Giọng điệu của Lục Vân không khỏi dịu đi một chút nói, xin lỗi, vừa rồi tôi quá hung hăng, tôi không có ý nguyền rủa Long gia của cô, tôi chỉ là ví dụ một chút, nếu như cô không nghe được, thì tôi sẽ không nói nữa. Dù sao Long Diệc Tuyết cũng là con gái, tuy rằng mắng Lục Vân mấy lần, nhưng là mắng có ý tốt, tất cả vì lo lắng cho Tiêu Thấm. Nhìn cô khóc, Lục Vân tự nhiên cảm thấy có lỗi trong lòng. Thật ra, Lục Vân không biết rằng nước mắt của Long Diệc Tuyết rơi thực ra là vì câu nói của Lục Vân đã đánh vào điểm yếu của cô. Long gia mấy năm nay thật sự đang xuống dốc. Long gia cũng có một vị tôn giả một phương, là cơ sở để Long gia có thể chiếm giữ địa vị ở thủ đô. Nhiều năm về trước, vị tôn giả này từng bị thương nặng tới mức suýt chết trong một cuộc chiến. Vào thời điểm Long gia sắp sụp đổ, đột nhiên có một lão đạo trưởng xuất hiện, đó cũng chính là Thiên Huyền Tử. Thiên Huyền Tử nói rằng ông ấy có thể chữa bệnh giúp Long gia. Long gia nhen nhóm hy vọng. Đáng tiếc là Thiên Huyền Tử đã chữa nhưng lại không chữa khỏi hoàn toàn. Chỉ có thể nói rằng ông ấy đã giúp Long gia và cuộc sống của người đó kéo dài thêm được vài năm. Không phải là Thiên Huyền Tử không thể chữa được. Ông ấy là một người rất xảo quyệt. Ông ấy nói với Long gia rằng phải bảo vệ Tiêu Thấm thật tốt. Đợi đến khi vị đó của Long gia mắc bệnh nặng, tự nhiên sẽ có cơ duyên xuất hiện. Đó là lý do tại sao Long gia luôn ưu ái Tiêu Thấm. Bây giờ, vị đó của Long gia dường như sắp không ổn nhưng cơ duyên mà Thiên Huyền Tử nói vẫn chưa xuất hiện. Trong chuyến đi tới thành Giang Nam lần này, ngoài việc đến thăm Tiêu Thấm và em trai của cô, lý do quan trọng nhất mà Long Diệc Tuyết tới đây là hy vọng Tiêu Thấm có thể nói với cô ấy về cơ duyên này. Trước đây, Long Diệc Tuyết đã từng hỏi Tiêu Thấm rất nhiều lần nhưng lần nào, Tiêu Thấm cũng biểu lộ vẻ mặt ngơ ngác, không biết cơ duyên đó là gì và thậm chí còn không biết Thiên Huyền Tử là ai. Đương nhiên là Long Diệc Tuyết không tin. Nếu như không biết Thiên Huyền Tử thì tại sao? Thiên Huyền Tử lại yêu cầu Long gia bảo vệ cô ấy. Lần này, vị đó của Long gia bị bệnh có thể chết bất cứ lúc nào nên Long Diệc Tuyết vô cùng lo lắng. Cô ấy hy vọng có thể cầu xin Tiêu Thấm một lần nữa. Lời nói vừa rồi của Lục Vân đã đánh trúng điểm yếu của Long Diệc Tuyết, cô ấy nhất thời không kìm được rơi nước mắt. Lục Vân không biết điều đó. Hắn chỉ nghĩ rằng lời mình nói hơi quá đáng. Khi nhìn thấy Long Diệc Tuyết khóc, hắn đã bối rối một lúc nhưng hắn cũng không thể trực tiếp ôm cô ấy vào lòng giống như Liễu Yên Nhi được. Hắn vẫn chưa thân quen với Long Diệc Tuyết tới mức đó. Chị Long, tôi hận cậu. Lục Vân muốn an ủi cô ấy nhưng Long Diệc Tuyết lại trừng mắt nhìn hắn với vẻ tức giận. Cô ấy đứng dậy lau nước mắt, cô ấy không muốn ở cùng cái tên phiền phức Lục Vân này nữa. Đúng lúc Tiêu Thấm vừa quay xong cảnh đi tới và nhìn thấy hốc mắt của Long Diệc Tuyết đỏ hoe giống như vừa mới khóc, cô kinh ngạc hỏi, Diệc Tuyết, cậu làm sao vậy? Tiểu Lục Vân làm cho cậu tức giận hả? Cậu xem tên em trai của cậu đúng là một tên lưu manh vô sỉ, Long Diệc Tuyết tức giận nói. Làm sao cậu biết hẳn là? Tiêu Thấm buột miệng nói theo bản năng nhưng rất nhanh liền dừng lại. Đôi chân dài chẳng như tuyết dưới chiếc váy sườn xám đi tới trước mặt Lục Vân. Nói Tiểu Lục Vân, em thật quá đáng. Theo đuổi con gái sao có thể nóng vội như vậy được? Không biết có phải vội đi ăn đậu hũ nóng không? Nếu như hắn có ý với Diệc Tuyết thì chỉ cần nói với chị Sáu là được rồi, chị Sáu sẽ nói tốt về hắn vài lời trước mặt Diệc Tuyết. Nếu như quá nóng lòng biểu lộ tâm tư của mình, điều đó không những không có tác dụng mà còn khiến cho Diệc Tuyết nghĩ hắn là lưu manh. Hắn còn khiến cho cô ấy phải khóc. Lần sau không phải càng khó theo đuổi hơn sao? Đúng là một tên ngốc. Sắc mặt của Lục Vân tối sầm lại, hắn đứng dậy rồi đặt mu bàn tay lên cái trán nhẫn nhụi của Tiêu Thấm, nói chị Sáu, chị quay phim đến ngốc rồi sao? Có xảy ra chuyện gì đâu, em nói là muốn theo Long Diệc Tuyết lúc nào? Em chẳng có một chút hứng thú nào với chị ấy cả.
đúng là diễn viên, trí tưởng tượng quá phong phú. Long Diệc Tuyết ở bên cạnh nghe được câu này, tâm tình vừa mới bình tĩnh được một chút lại dao động, nói thầm, cậu nghe xem, người em trai này của cậu ăn nói khó nghe thật. Lại còn nói mình không vô sỉ ư. Lúc ấy, Tiêu Thấm cũng rất khó hiểu. Cô nghĩ rằng lời vừa rồi của Lục Vân cũng không quá đáng, tại sao lại trở thành vô sỉ rồi? Cô hiểu rồi. Tiêu Thấm tự đánh vào đầu mình. Cô không giáo huấn Lục Vân nữa mà nói với Long Diệc Tuyết với ẩn ý sâu xa. Diệc Tuyết, cậu đúng là, tớ thừa nhận tiểu Lục Vân rất ưu tú, cũng được rất nhiều người yêu thích nhưng cậu là con gái nên dè dặt một chút, không thể vội vàng ăn đậu hũ nóng được. Cô nói mà, tiểu Lục Vân đáng yêu như vậy, làm sao lại xấu xa được? Chắc chắn là Diệc Tuyết yêu tiểu Lục Vân từ cái nhìn đầu tiên, nóng lòng muốn thổ lộ tình cảm nhưng lại bị tiểu Lục Vân từ chối. Nếu không tại sao khi tiểu Lục Vân nói rằng hắn không có hứng thú với Long Diệc Tuyết, cô ấy lại trở nên mất kiên nhẫn như vậy? Tiêu Thấm nghĩ rằng mình đã hiểu rồi. Thế nhưng sau khi cô nói xong, Long Diệc Tuyết đột nhiên mở to mắt nói, Thấm, cậu đang nói gì vậy? Lẽ ế nào cậu quay phim đến ngốc rồi sao? Làm sao tớ có thể đối với tên vô sỉ này? Tiêu Thấm cắt ngang, Diệc Tuyết, cậu không cần nói nữa, tớ hiểu mà. Đều nói nữ truy nam rất khó nhưng cậu không thể thổ lộ tình cảm của mình ngay sau khi chưa quen nhau được bao lâu như vậy. Điều đó sẽ khiến tiểu Lục Vân cảm thấy cậu giống như những người phụ nữ phù phiếm khác. Ngoài ra, tiểu Lục Vân là một chàng trai rất truyền thống. Rất ngay thẳng nên chắc hắn sẽ không do dự từ chối cậu ngay tức khắc. Lục Vân phụ họa theo, đúng, chị Sáu của em nói rất đúng. Em là một người đàn ông vô cùng truyền thống và ngay thẳng. Chị không thể tức giận và nói em là một tên vô sỉ chỉ vì tỏ tình bị từ chối được. Lục Vân cảm thấy eo hơi đau. Hắn cúi đầu thì thấy ngón tay ngọc của Tiêu Thấm đang nhéo mình, cô nhỏ giọng mắng, lão lưu manh, câm miệng. Đừng tưởng rằng chị không biết em nghĩ gì. Lúc này Lục Vân mới nhận ra chị Sáu đang diễn kỳ trồ. Long Diệc Tuyết giải thích, Thấm, cậu hiểu lầm rồi. Sao tớ có thể thích tên lưu manh vô sỉ này được, tớ hận hắn còn không kịp. Nếu như không phải tỏ tình bị từ chối thì sao cậu lại khóc? Trong ấn tượng của tớ, cậu chưa từng là một cô gái hay khóc. Còn không phải vì lời nói của hắn quá gây tổn thương Siêu. Nếu như cậu không thích tiểu Lục Vân thì tại sao cậu lại quan tâm lời nói của hắn tổn thương người khác? Cậu đâu phải là loại con gái đạo đức giả như vậy. Tớ khóc là vì nhớ đến bệnh tình của ông nội, chứ không phải vì tên vô sỉ này. Long Diệc Tuyết nói xong lời này, trong lòng Lục Vân đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Long Diệc Tuyết tiếp tục nói Thấm, hôm nay tớ tới thành Giang Nam thực ra là vì một mục đích rất quan trọng. Tớ muốn hỏi cậu về cơ duyên mà Thiên Huyền Tử đạo trưởng nói đến là gì. Cậu có thể nói cho tớ biết không? Tiêu Thấm đã từng nghe Long Diệc Tuyết nói đến cơ duyên mà Thiên Huyền Tử đề cập nhiều lần nhưng cô thực sự không biết về chuyện này, không biết Thiên Huyền Tử là ai và cũng không cố ý úp mở trước mặt Long Diệc Tuyết. Nhưng hiện tại thì khác, trong lòng Tiêu Thấm đã có câu trả lời. Câu trả lời chính là Tiểu Lục Vân. Kể từ khi nghe Lục Vân nói rằng hắn là đệ tử của Thiên Huyền Tử, Tiêu Thấm đã hiểu ra rằng cơ duyên mà Long Diệc Tuyết nói đến chính là Tiểu Lục Vân. Ngoài điều đó ra, cô không thể nghĩ ra cách giải thích nào khác tốt hơn. Long Diệc Tuyết cầu xin Thấm, tới thừa nhận rằng ngay từ đầu tiếp cận cậu là vì lợi ích của Long gia nhưng sau khi tiếp xúc với cậu một khoảng thời gian, tớ đã coi cậu như một người bạn thực sự. Lần này ông nội bị bệnh nặng, không cầm cự được bao lâu nữa. Với tư cách là bạn, tớ cầu xin cậu hãy cho tớ đáp án được không? Tớ có thể quỳ xuống xin cậu. Long Diệc Tuyết rơm rớm nước mắt định quỳ xuống. Tiêu Thấm vội vàng đỡ lấy cô ấy, Diệc Tuyết, không phải là tớ không nói với cậu mà là do bản thân tớ không biết đáp án. Bây giờ tớ đã biết rồi, nhất định tớ sẽ không giấu cậu chuyện gì nữa. Nghe được nửa câu đầu tiên, sắc mặt của Long Diệc Tuyết trầm xuống vì tưởng Tiêu Thấm lại úp úp mở mở nhưng nghe được nửa câu sau, đôi mắt đẹp sáng lên. Thật sao, Thấm, cậu nguyện ý nói cho tớ thật ư? Đương nhiên, Tiêu Thấm mỉm cười gật đầu. Sau đó ra vẻ cao thâm nói, cơ duyên mà Long gia nói đến xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Gần ngay trước mắt, Long Diệc Tuyết hơi sửng sốt, sau đó ánh mắt đảo qua một vòng, vẻ mặt càng ngày càng khó hiểu. Chỗ của bọn họ cách trung tâm quay phim của đoàn làm phim một khoảng. Đoàn làm phim không dám tùy tiện quấy nhiễu bọn họ cho nên không có ai dám nhúc nhích. Cho nên gần ngay trước mắt là sao? Long Diệc Tuyết bối rối,
cô ấy suy nghĩ một hồi. Sau đó, đột nhiên dán mắt vào khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Thấm và nói, Thấm, ý cậu là cơ duyên mà Thiên Huyền Tử đề cập tới chính là cậu. Lẽ nào cậu đã nghĩ ra cách chữa bệnh cho ông nội của tớ? Không phải tớ. Tiêu Thấm lắc đầu. Long Diệc Tuyết lo lắng nói, không phải cậu thì là ai? Kìa! Trên trán Tiêu Thấm xuất hiện mấy vạch đen, cô rất muốn kéo Tiểu Lục Vân tới trước mặt Long Diệc Tuyết và nói với cô ấy rằng, nơi này chỉ có ba người chúng ta, nếu không phải tớ thì còn có thể là ai? Đương nhiên Tiêu Thấm không làm vậy mà liếc mắt sang hướng bên cạnh một cái, nói, là hắn. Long Diệc Tuyết xoay cái cổ trắng nõn của cô ấy, ánh mắt rơi vào người không nói gì. Đôi mắt đẹp ngưng đọng, tựa hồ không thể tin nổi nói, ý cậu cơ duyên chính là tên vô sỉ. Là em trai của cậu. Tiêu Thấm cười tươi như hoa, nói, em trai của tớ chính là đồ đệ của Thiên Huyền Tử, cơ duyên mà cậu nói đến chắc hẳn là em ấy. Này, này là thật sao? Long Diệc Tuyết vẫn không thể tin nổi, một người như Thiên Huyền Tử đạo trưởng sao lại có đồ đệ lưu manh như vậy? Nếu như Lục Vân biết suy nghĩ của cô ấy thì hắn nhất định sẽ khinh thường cô ấy không thương tiếc. Tiên phong đạo cốt, buồn cười chết đi được, điều đó căn bản không hề tồn tại. Lão già đó thậm chí còn không đoan chính bằng hắn, ông ấy chỉ được vỏ bọc tốt ở bên ngoài thôi. Tiêu Thấm khẳng định, Diệc Tuyết, cậu nói rằng ông nội sắp không trụ được nữa, sao tớ có thể đùa giỡn với cậu vào lúc này được chứ? Tiểu Lục Vân chính là đồ đệ của Thiên Huyền Tử. Chắc cậu cũng đã nghe danh thần y Giang Thành rồi đúng không? Chính là hắn. Sau khi cô nói xong, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào. Long Diệc Tuyết trợn trừng mắt nhìn Lục Vân. Cô ấy có chút không thở nổi, nói, cậu thật sự là đồ đệ của Thiên Huyền Tử đạo trưởng sao? Cậu chính là cơ duyên của Long. Gia chúng tôi ư? Lục Vân đen mặt nói, phi phi phi, đừng lúc nào cũng treo trên miệng cơ duyên, cơ duyên. Chị mới là cơ duyên. Tuy nói chuyện rất lưu manh nhưng hắn cũng không phủ nhận. Đôi mắt đẹp của Long Diệc Tuyết hiện lên vẻ hưng phấn, nói cơ. Lục tiên sinh, ngài quả là cao nhân. Nể mặt tình bạn giữa tôi với Tiêu Thấm, ngài có thể cứu mạng ông nội của tôi không? Tôi không phải là cao nhân, tôi chỉ là một tên lưu manh vô sỉ thôi. Lục Vân kiêu ngạo nói, ai mà chẳng có chút nóng tính chứ? Hừ, Long Diệc Tuyết cười khổ một tiếng. Sau đó đột nhiên khom người quỳ xuống trước mặt Lục Vân, nói, Lục tiên sinh, Diệc Tuyết biết sai rồi. Vừa rồi tôi không nên mắng ngài như vậy, mong ngài có thể tha thứ cho tôi. Đừng nói như vậy, chị là con gái sao có thể nhận minh sai được. Chị nhất định là đang nói dối, mà chị nói cũng. Đúng, tôi đích thực là một tên lưu manh vô sỉ. Lục tiên sinh, tôi không hề nói dối. Thật sự xin lỗi ngài, ngài nhìn xem tôi đã quỳ xuống rồi. Không, chị đang nói dối. Nhất thời, Long Diệc Tuyết không biết nên trả lời như thế nào. Ai nói chỉ có con gái mới vô lý? Người đàn ông cao lớn trước mặt cô ấy còn vô lý hơn nhiều. Long Diệc Tuyết đầu hàng. Cuối cùng, ngay cả Tiêu Thấm cũng không chịu nổi nữa. Cô trừng mắt nhìn Lục Vân, nói. Tiểu Lục Vân, thế là đủ rồi. Diệc Tuyết là bạn của chị, em đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Diệc Tuyết. Mau đứng dậy, đừng quỳ nữa. Tên nhóc này dễ nổi nóng, hắn đang trêu cậu đấy. Tiêu Thấm nói xong định đỡ Long Diệc Tuyết dậy nhưng cô ấy kiên quyết, không được, nếu như Lục tiên sinh không đồng ý cứu ông nội của tớ thì tớ sẽ quỳ ở đây, không đứng dậy. Tiểu Lục Vân, thấy mình không thể giúp gì cho Long Diệc Tuyết, Tiêu Thấm không thể không nhìn chằm chằm vào Lục Vân một lần nữa. Cô nghiến răng như thể nếu hắn dám trêu chọc Long Diệc Tuyết một lần nữa thì cô sẽ cho hắn nếm thử cảm giác bị chị gái đánh vào đầu. Lục Vân cũng không giả bộ được nữa, chỉ có thể cười khổ nói, ha ha, chị Sáu lợi hại thật đấy, nhìn thoáng qua là biết em đang giả bộ tức giận. Chị Long, mau đứng dậy đi, quỳ trước mặt em thế này không ổn đâu. Long Diệc Tuyết vui vẻ nói, ý của ngài là nguyện ý cứu ông nội của tôi đúng không? Lục Vân ẩn ý nói, chị đã có thành ý lộ ngực như thế, nếu như em không đồng ý thì chẳng phải quá vô lý hay sao? Lộ ngực. Long Diệc Tuyết trầm ngâm, cúi đầu nhìn xuống, kêu lên một tiếng. Mặc dù có một số hiểu lầm nhỏ nhưng kết quả vẫn rất tốt. Tâm trạng chán nản của Long Diệc Tuyết bị cuốn đi. Sau khi Tiêu Thấm thay chiếc sườn xám ra, ba người họ cùng nhau rời khỏi phim trường. Tiêu Thấm vẫn đội mũ chống nắng và đeo khẩu trang. Không phải để tránh các tay săn ảnh,
mà để tránh gây sự chú ý của những người qua đường. Về phần Lục Vân và Long Diệp Tuyết, người qua đường hoàn toàn không biết họ, vì vậy không cần phải che giấu. Vừa rời khỏi đoàn phim không xa, Lục Vân cười nhẹ và nói, lại có một kẻ có mắt không tròng theo dõi chúng ta. Tiêu Thấm bình tĩnh nói, đây không phải là điều bình thường sao? Những tay săn ảnh đó dựa vào việc này để kiếm sống mà. Cô đã sớm quen với việc này, nhưng sau đó, đôi mắt đẹp dịu dàng của Tiêu Thấm lóe lên một tia giảo hoạt, cô nói, hai, ban đầu quay phim chỉ vì sở thích, nhưng ai mà ngờ quay phim cho vui lại nổi tiếng như vậy, vừa nổi tiếng thì những rắc rối cũng lần lượt kéo nhau đến. Nhất thời Lục Vân lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Chị Sáu học theo văn học Vexai sao khi nào vậy? Tương tự với từ flex, nghĩa là khoe khoang kiểu khiêm tốn. Chẳng mấy chốc, hắn đã biết Tiêu Thấm muốn làm gì. Sau khi Tiêu Thấm nói xong, bỗng nhiên thân hình xinh đẹp lách nhẹ một cái, thay đổi vị trí với Long Diệp Tuyết, hơn nữa còn cố ý đẩy đẩy cô ấy, nói phiền não của người nổi tiếng là không dám tùy tiện đi dạo phố với đàn ông, rất dễ bị truyền thông giải trí lợi dụng để thổi phồng lên. Vốn dĩ chỗ ba người đứng lúc đầu là Tiêu Thấm ở giữa, Lục Vân và Long Nghệ Tuyết ở hai bên, sau khi cô đổi vị trí thì Long Diệp Tuyết đã bị đẩy vào giữa. Và theo cú đẩy của Tiêu Thấm, cơ thể yêu kiều của Long Diệp Tuyết va vào cơ thể của Lục Vân. Ý đồ không nên thể hiện rõ ràng, má Long Diệp Tuyết ửng hồng. Lục Vân mặt không đổi sắc nói, chị Sáu, thật sự em không biết nên đánh giá kỹ năng diễn xuất của chị như thế nào. Bình thường chị quay phim rất lợi hại mà. Sao lại hành động lộ liễu thế, diễn còn tệ hơn mấy tiểu thịt tươi sao nữa, người mới. Bọn họ đã đi dạo phố cùng nhau biết bao nhiêu lần rồi, cũng không thấy Tiêu Thấm bảo bị người ta đồn nhảm, nhưng hôm nay có cả Long Diệp Tuyết đi theo mà cô lại sợ sao? Có cần diễn giả đến như vậy không? Tiêu Thấm giả vờ ngốc nghếch, nói cái gì? Tiểu Lục Vân, em đang nói gì vậy? Chị không nghe thấy em đang nói gì. Gió ở đây mạnh quá, đứng cách hơn 2 mét nên không thể nghe rõ. Chị gái hư hỏng. Long Diệp Tuyết bị Tiêu Thấm đẩy một phát, sau khi va vào cơ thể của Lục Vân, thì cô nhanh chóng bật ra như bị điện giật, nhịp tim không ngừng tăng tốc. Thực cứng cáp. Cơ bắp của hắn thực sự rất cứng cáp. Lục Vân trông không giống cường tráng lắm, nhưng cơ bắp dưới lớp quần áo rất phát triển. Vừa rồi Long Diệp Tuyết va phải cánh tay hắn, có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp trên cánh tay Lục Vân vô cùng khỏe khoắn và vững chắc, nếu không thì Long Diệp Tuyết sẽ phải lảo đảo thêm một chút. Không thể nào đứng vững nhanh như vậy được. Nếu Lục Vân biết suy nghĩ của Long Diệp Tuyết, chắc chắn sẽ tự luyến một hồi lâu. Đàn ông là lá chắn vững chắc cho người phụ nữ, nếu không cứng rắn thì làm sao được. Phải thật cứng rắn. Long Diệp Tuyết đang suy nghĩ lung tung, thì Lục Vân đột nhiên trầm giọng nói, người đi theo chúng ta lần này không phải là paparazzi bình thường mà là một võ giả. Sắc mặt Long Nhất Tuyết hơi thay đổi, nói, vậy chúng ta nên làm thế nào? Cô và chị Sáu đi trước đi, tôi sẽ xử lý hắn ta. Lục Vân vừa nói đến đây, khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười, nói, không cần nữa, hắn ta đã chờ không nổi muốn ra tay ngay rồi. Lục Vân cảm giác được hơi thở nội lực đang cuộn trào của đối phương. Quả nhiên, Lục Vân vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận gió mạnh, chỉ thấy một bóng người lao về phía họ giống như diều hâu săn mồi, năm ngón tay cong lên như móng vuốt vô cùng sắc bén. Xông thẳng đến đầu Lục Vân. Tốc độ vô cùng nhanh. Người bình thường chắc chắn sẽ không kịp phản ứng, nhưng Lục Vân đã sớm phát hiện, khi năm ngón tay của hắn. A rơi xuống, Lục Vân đột nhiên quay người lại, bất ngờ tung ra một cú đấm. Ầm. Cơ thể người lao đến chấn động mạnh, bay ra phía sau mấy bước, nhìn lại cơ thể Lục Vân vẫn vững vàng như bàn đá, ánh mắt hắn ta liền tối sầm lại, nói cậu là võ giả, không phải là người tu đạo. Người ra tay là Cao Phong, đệ tử của Bạch Long Vương. Dự định ban đầu của hắn ta là nhanh chóng giết chết Lục Vân rồi rời khỏi hiện trường, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian. Người tu đạo chỉ quan tâm đến đạo thuật, mà không chú ý đến việc rèn luyện thân thể. Trong mắt Hóa Cảnh Tông Sư, nếu một người tu đạo không thể sử dụng được đạo pháp thì thân thể xương cốt của người đó chẳng khác nào một người già yếu. Cao Phong thậm chí không muốn giao chiến gì với Lục Vân. Sau khi xác định là hắn thì lập tức phát động công kích mạnh mẽ. Vốn dĩ hắn ta nghỉ chỉ trong một vài giây là xong. Nhưng ai biết được, Lục Vân lại có thể phản ứng nhanh như vậy, từ lực đạo trong chiêu vừa rồi có thể nhìn ra được, thể lực của hắn không yếu,
hoàn toàn không giống như người u đạo, mà ngược lại càng giống như một võ giả. Cao Phong, anh thật to gan. Lúc này, Long Diệc Tuyết mới kịp phản ứng lại, hướng về phía Cao Phong mà gầm lên một tiếng. Bạch Long Vương là chỗ dựa của Đàm gia, chuyện này ở Kinh Thành cũng không phải là bí mật gì, hơn nữa đây là do Đàm gia chủ động công khai ra ngoài, mục đích chủ yếu là nói cho những nhà hào môn khác ở Kinh Thành biết, Đàm gia đã tìm được người chống lưng, để những nhà đó biết điều một chút. Long gia và Đàm gia âm thầm đấu đá nhiều năm như vậy, đương nhiên họ đã tìm hiểu rõ ràng về người chống lưng cho Đàm gia, thế lực của Bạch Long Vương. Cho nên việc Long Diệc Tuyết biết Cao Phong cũng là chuyện bình thường. Nghe có người gọi tên mình, Cao Phong hơi sửng sốt, ánh mắt rơi vào trên người Long Diệc Tuyết, chăm chú nhìn một hồi, đột nhiên cười lạnh nói, thì ra là tiểu thư của Long gia, không ở lại Kinh Thành với ông nội sắp chết của cô đi, chạy đến Giang Nam làm gì? Làm càn, sức khỏe ông nội tôi tốt lắm, tôi thấy anh mới là sắp chết đấy. Long Diệc Tuyết nhướng mày, quát mắng. Ha ha, tôi không thích lãng phí thời gian với một tiểu nha đầu như cô, mục tiêu hôm nay của tôi không phải là cô. Tôi khuyên cô đừng nhúng tay vào chuyện của người khác. Cao Phong cười lạnh nói. Giây tiếp theo, ánh mắt sắc bén của hắn ta lần nữa đâm về phía Lục Vân, quát, nhãi con, cậu cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể ngăn cản 5 phần công lực của tôi, nhưng, cũng chỉ có như vậy mà thôi, lại đây để tôi dẫn cậu đến chỗ chết. Cao Phong, một trong số tính cách mà các đệ tử của Bạch Long Vương được thừa hưởng trọn vẹn nhất, giống Bạch Long Vương nhất chính là tính tự phụ, cực kỳ tự phụ. Nếu không, hắn ta cũng không thể lựa chọn tấn công Lục Vân một cách trực tiếp như vậy. Hơn nữa còn chỉ sử dụng 50% sức lực. Bởi vì Cao Phong cảm thấy, giết chết một tên đạo sĩ vô danh mà phải dùng toàn lực chiến đấu cũng là một loại vũ nhục. Không, không phải là vũ nhục, mà là sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn ta. Lần thất thủ đầu tiên đã gây một cảm giác cực kỳ khó chịu trong lòng Cao Phong. Đường đường là hóa cảnh tông sư. Mà không thể dùng một chiêu để kết liễu một con kiến thì thật sự là thất bại, quá thất bại. Cao Phong vô cùng khó chịu. Vì thế, lần nữa nhìn về phía Lục Vân, thái độ của Cao Phong cực kỳ quyết liệt, lạnh lùng quát cút lại đây chịu chết đi. Cực kỳ bá đạo. Tiêu Thấm vô thức tiến lên một bước, dùng cơ thể yếu ớt của mình để che chắn cho Lục Vân ở phía sau. Cô không phải là người tu đạo, cũng không phải võ giả, hay người tu luyện gì cả. Cô chỉ là một cô gái bình thường, đơn độc và yếu đuối. Nhưng đây là trạng thái bảo vệ của một người chị gái như cô dành cho em trai mình. Gặp được bất kỳ trường hợp gặp nguy hiểm nào, cô luôn để em trai trốn phía sau. Loại chăm sóc này không liên quan gì đến sức mạnh, đó là bản năng, là tình yêu, là một biểu hiện tự nhiên xuất phát từ cảm xúc bên trong. Là cử động rất nhẹ, nhưng Lục Vân đã nhìn thấy tất cả và ghi tạc nó trong lòng. Đây là chị gái của mình, Cao Phong, nếu anh dám động đến một sợi tóc của Lục tiên sinh, Long gia chúng tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Lục Vân là cơ hội của Long gia, Long Diệc Tuyết vẫn trông cậy vào hắn chữa bệnh cho ông nội cô, nên đương nhiên cô ấy không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên, Cao Phong thậm chí còn không thèm nhìn đến Long Diệc Tuyết. Như hắn ta đã nói trước đó, vị kia của Long gia đã bước nửa bước vào quan tài. Giờ đây cả Long gia như đang hấp hối, cho nên lời nói của Long Diệc Tuyết hoàn toàn không có tác dụng gì đối với Cao Phong. Hắn ta cũng lười nói nhảm với Long Diệc Tuyết. Phải lập tức giết chết Lục Vân, rồi rời đi. Sát khí của Cao Phong kinh người, nội lực bộc phát ra bên ngoài, toàn thân bao trùm bởi một cỗ khí tức bá đạo, đang định một kích giết chết Lục Vân thì đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói trong trẻo, võ giả tỉnh Giang Nam đều phát điên như thế này sao? Mấy người ở đó nghe tiếng liền quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp với dáng người cân đối, giữa mày thoáng hiện một tia hào khí, đang đi về phía họ. Cao Phong sửng sốt, lại có thêm một người phụ nữ nữa. Hơn nữa dung mạo và khí chất hoàn toàn không thua kém Tiêu Thấm hay Long Diệc Tuyết. Một con kiến hôi như tên Lục Vân này rốt cục lấy đâu ra cái phúc đó chứ? Ánh mắt Cao Phong hừng hực ngọn lửa ghen tị. Khi Tiêu Thấm nhìn thấy vẻ đẹp oai hùng này thì đôi mắt sáng ngời, nói em Bảy, sao em lại ở đây? Người đến là chị Bảy của Lục Vân, Lạc Ly. Lạc Ly nói, chị Sáu, cũng một khoảng thời gian dài chúng ta không gặp, lần này biết chị trở về tỉnh Giang Nam đóng phim, đúng lúc em cũng không bận lắm, cho nên em mới tới đây gặp chị một chút, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng như vậy.
Cô quay đầu lại nhìn Lục Vân một cái. Lục Vân xoa xoa đầu, cười lạnh nói, chị Bảy, một ngày không gặp như cách ba thu sao, thể hiện sự mong nhớ. Một ngày không gặp. Lạc Ly cười lạnh một tiếng, nghiến hai cái răng nanh nhỏ sáng bóng nói, tiểu Lục Vân, chị cảm thấy gần đây em sống rất thoải mái. Lục Vân không hiểu sao đột nhiên thấy lạnh người. Lạc Ly không thèm nói chuyện với hắn nữa, nhìn Cao Phong, hỏi, chị Sáu, có chuyện gì với người đàn ông này? Vậy, hắn ta đến từ Kinh Thành, nói là muốn giết tiểu Lục Vân. Tiêu Thấm dùng giọng điệu nghiêm túc nói. Thì ra hắn ta là người từ Kinh Thành đến, khó trách lại kiêu ngạo như vậy, dám ở đây làm điều sằng bậy. Trong lòng Lạc Ly biết, nhưng sau đó nhướng lông mày, cười nửa miệng nói, hắn ta vẫn luôn dũng cảm như thế sao, thực sự dám có ý định giết chết tiểu Lục Vân. Tiêu Thấm không hiểu ý của cô. Đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy, tại sao cô ấy vẫn tỏ ra bình thản và hiên ngang như thế? Long Diệc Tuyết trịnh trọng nói, hắn ta tên là Cao Phong, là hóa cảnh tông sư, lão sư của hẳn ta Bạch Long Vương, là nhất phương tôn giả. Tôi hiểu. Sau khi nghe Long Diệc Tuyết giới tỉ, Lạc Ly gật gật đầu, đột nhiên đi về phía Cao Phong, nói, muốn giết tiểu Lục Vân, trước tiên phải bước qua xác tôi cái đã. Tiểu Lục Vân của chúng ta là ai? Vân Thiên Thần Quân. Đó là người mà ai nói giết cũng có thể giết được sao? Nếu còn không đánh bại được cô thì chuyện muốn giết chết tiểu Lục Vân chỉ có thể nằm mơ mới xảy ra được. Đây là suy nghĩ của Lạc Ly. Còn Cao Phong lại không nghĩ như vậy. Nhìn thấy Lạc Ly đột nhiên đi tới, hẳn ta còn tưởng rằng cô đang đứng ra bênh vực cho Lục Vân, cho nên trên mặt lập tức hiện lên một tia mất kiên nhẫn, nói cô gái, cô là ai? Tại sao lại can thiệp vào chuyện của con kiến đó? Con kiến, trên khuôn mặt hoàn vô cùng hoàn mỹ của Lạc Ly không khỏi lộ ra vài phần khó hiểu. Dám bảo Vân Thiên Thần Quân là một con kiến, hắn ta thực sự rất can đảm. Nhưng Lạc Ly không muốn giải thích nhiều với hắn ta, thuận theo lời của Cao Phong, nói, không phải là tôi lo chuyện Bao Đồng, mà con kiến kia là em trai tôi, nếu tôi không ra tay thì không hay lắm. Giọng nói vừa dứt, thân hình mảnh khảnh của Lạc Ly nhẹ nhàng nhảy lên, những ngón tay nhỏ nhắn như mạc hoa dẫn điệp, vồ về phía Cao Phong. Hóa cảnh. Khi Lạc Ly nói cô ấy sẽ đứng ra bảo vệ Lục Vân, thì Cao Phong đã đoán được cô ấy có thể là một võ giả. Cho đến lúc này cảm nhận được khí thức của Lạc Ly, Cao Phong vẫn không kìm kinh ngạc. Hắn ta chỉ đoán trúng việc Lạc Ly là võ giả, chứ không đoán được Lạc Ly đã là hóa cảnh tông sư. Bản thân Cao Phong cũng là hóa cảnh tông sư, dù sao. Hắn ta cũng đã đến tuổi nên đạt được trình độ này, còn mỹ nữ trước mắt nhìn qua chỉ khoảng 22 tuổi, làm sao có thể đạt tới hóa cảnh tông sư chứ? Không đúng. Quả thực ở Long Quốc, có một vị tài nữ như vậy. Tựa như Cao Phong đã nghĩ tới cái gì đó, nhưng hắn ta còn chưa kịp mở miệng, Lạc Ly đã xông tới trước mặt hắn ta, Cao Phong chỉ có thể là giơ tay chống đỡ, cũng không dám dùng nhiều sức lực, khó khăn lắm mới hóa giải đòn tấn công của Lạc Ly. Cao Phong lui về phía sau vài bước, cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện, hắn ta đưa một bàn tay hướng về phía trước nói, chờ đã, cô là minh chủ của Vũ Minh Khu Hoa Trung, Lạc Ly. Không nói đến những vị tu luyện giả thần long thấy đầu không thấy đuôi. Khi nói đến nữ tu võ giả có thể đạt tới hóa cảnh ở độ tuổi này, người đầu tiên hiện lên trong tâm trí Cao Phong chính là cô gái kiêu hãnh từng làm chấn động giới võ tu Lạc Tiên Tử. 22 tuổi đã đột phá hóa cảnh. Thiên phú như vậy thật đáng sợ. Bên cạnh đó, cô cũng là minh chủ trẻ nhất trong số 5 căn cứ của Vũ Minh ở Long Quốc. Thành tựu trong tương lai là vô hạn, không nên chọc vào một nhân vật như vậy. Vì vậy, khi đoán ra được danh tính của Lạc Ly, Cao Phong không có ý định làm bất cứ điều gì. Lạc Ly vén mái tóc đen buông xõa ra sau thái dương, liếc nhìn Cao Phong và nói, xem như anh cũng có chút hiểu biết, tôi chính là minh chủ của Vũ Minh ở Hoa Trung. Anh mau cút về nói với Bạch Long Vương rằng tiểu Lục Vân là người dưới trướng của tôi. Ai dám động vào hắn thì chính là động đến tôi sẽ giết kẻ đó. Những lời cô vừa nói khiến cho Cao Phong khẽ rùng mình. Mặc dù sư phụ Bạch Long Vương của anh ta là tôn giả một phương nhưng so với bối cảnh Vũ Minh của Lạc Tiên Tử, ông ấy vẫn không là gì cả. Vẫn nên cẩn trọng trước đã. Cao Phong cảm thấy tốt hơn hết nên quay về nói chuyện với sư phụ trước đã. Để sư phụ đưa ra quyết định. Sau khi suy nghĩ một lúc, Cao Phong nói, Lạc Tiên Tử, tôi sẽ chuyển lời nói của cô với sư phụ.
vừa nấy đã mạo, phạm cô rồi. Nói xong, anh ta chậm rãi đi về phía Lục Vân với ánh mắt u ám. Coi như cậu gặp may vì có Lạc Tiên Tử làm chỗ dựa. Hôm nay vì Lạc Tiên Tử, tôi sẽ tha mạng cho cậu. Cao. Phong lạnh lùng nói. Lục Vân không chút để ý, nói thật sao, vậy tôi cảm tạ anh vì đã không giết tôi. Nói xong, hắn vươn tay ra. Cao Phong liếc mắt khinh thường, cười lạnh ni bắt tay với tôi, cậu cũng xứng. Anh trai, anh cũng kiêu ngạo quá đấy. Lục Vân đột nhiên mỉm cười và vỗ vai Cao Phong. Thân sắc của Cao Phong càng trở nên lạnh lùng, anh ta cau mày hét lên, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi vai tôi ngay. Ha ha, đúng là một anh trai cáu kỉnh. Lục Vân nở nụ cười, rút tay lại. Lục tiên tử, cáo từ. Cao Phong không thèm nói chuyện tiếp với Lục Vân, anh ta quay đầu lại và nói gì đó với Lạc tiên tử, sau đó rời khỏi nơi này. Vẻ mặt của Lạc Ly giống như đang xem một vở kịch. Euro ó vẻ như tiểu Lục Vân này lại dở trò lừa bịp gì đó. Cũng không biết khi tên Cao Phong này biết người mà anh ta coi như con sâu cái kiến này chính là Vân Thiên Thần. Quân thì sẽ có phản ứng gì? Sau khi Cao Phong rời đi, Tiêu Thấm và Long Diệc Tuyết sững người một lúc. Tiêu Thấm nhìn Lạc Ly như một quái vật. Hôm nay cô mới biết em bảy của mình không những là võ tu giả giống như tiểu Lục Vân mà còn lại minh chủ của Vũ Minh. Không ngờ con bé này giấu kỹ ghê. Em bảy, em. Ha ha, chị sáu, chị sẽ không trách em không nói chuyện này cho chị biết chứ. Lạc Ly lè lưỡi nói. Tiêu Thấm hít một hơi, lắc đầu. Cô đã tiếp nhận được chuyện không thể tưởng nổi như tiểu Lục Vân là đồ đệ của Thiên Huyền Tử đạo trưởng. Vì thế, chuyện em bảy là minh chủ của Vũ Minh cũng không quá khó tiếp nhận. Chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Có những người em trai và em gái giỏi giang như vậy là chuyện đáng kiêu ngạo. Tiêu Thấm nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy nhiên, Long Diệc Tuyết ở bên cạnh lại không bình tĩnh được như vậy. Bộ ngực mềm mại không ngừng nhấp nhô. Trong đôi mắt cũng tràn ngập vẻ hưng phấn và vui sướng. Không ngờ em gái của Tiêu Thấm lại là Lạc Tiên Tử, hơn nữa lại còn là minh chủ của Vũ Minh. Nói như vậy, chỉ cần Long gia có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp với Tiêu Thấm, chẳng phải tương đương với việc có thể kết giao với Vũ Minh ở thủ đô sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng của Long Diệc Tuyết trở nên hưng phấn hơn hẳn. Hóa ra Thiên Huyền Tử không chỉ đề cập đến một mà tận hai cơ duyên. Cả hai đều liên quan đến Tiêu Thấm. Bốn người cùng trò chuyện với nhau. Lạc Ly cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi biết mọi chuyện bắt nguồn từ ân oán giữa Tiêu Thấm và Lý Lộ, cô quở trách. Chị Sáu, không phải em nói chị, lẽ ra chị nên nói sớm với em về Lý Lộ. Em sẽ giúp chị đối phó với cô ta. Mỗi lần các chị em đọc được các bài báo bôi nhỏ Tiêu Thấm và hỏi cô, Tiêu Thấm đều nhẹ nhàng đáp không sao, mọi người không cần lo lắng. Nếu như biết được người gây chuyện là Lý Lộ, nhất định Lạc Ly sẽ không ngồi yên. Mặc dù Vũ Minh nghiêm cấm các tu võ giả tấn công người bình thường nhưng với tư cách là minh chủ của Vũ Minh tại Hoa Trung. Cho dù Lạc Ly đặt thân phận của mình ở chỗ nào, các thế gia hào môn ở thủ đô đều phải nể mặt. Đối phó với một đàm gia, còn không phải là một chuyện quá dễ dàng hay sao? Tiêu Thấm trợn mắt nói, em còn dám nói chị, ai bảo? Em che giấu thân phận của mình lâu như vậy. Không biết em là minh chủ của Vũ Minh, nói ra để khiến cho em càng lo. Lắng thêm sao? Ha ha, cũng tại em. Trước đây em cảm thấy không cần thiết nên không nói ra. Lạc Ly hơi đỏ mặt, sau đó cô nhìn lướt qua Lục Vân, ra vẻ thâm thúy nói, chị Sáu, chị cần phải chuẩn bị tâm lý đấy. Nếu như một ngày nào đó bên cạnh chị xuất hiện một tên yêu ma quỷ quái thì cũng không cần quá kinh ngạc. Thân phận của ai đó còn đáng sợ hơn cô nhiều. Nghe thấy điều này, Lục Vân cảm thấy không vui. Đúng là chị em tốt, gì mà yêu ma quỷ quái, chẳng lịch sự chút nào. Có điều Lục Vân là người rộng lượng nên hắn không so đo với phụ nữ. Lúc này, đột nhiên Lạc Ly kéo Lục Vân sang một bên rồi nói, tiểu Lục Vân, vừa rồi em nói sẽ tới Long gia chữa bệnh đúng không? Vừa hay chị tới thủ đô thăm một người, chúng ta đi cùng nhau nhé. Chị đi thăm ai? Ha ha, đến lúc đó em sẽ biết. Lạc Ly thần bí nói. Đứng trước mặt em mà cứ thần thần bí bí làm gì, có gì thì nói luôn đi. Lục Vân liếc nhìn Lạc Ly, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi, đúng rồi, chị đã tìm ra danh tính của người biến dị bị bắt lần trước chưa? Làm thế nào mà hắn ta lại biến thành bộ dáng như vậy? Nói đến chuyện này,
thần sắc của Lạc Ly trở nên ngưng trọng. Đã tìm ra rồi. Lần trước khi Lục Vân tới Kim Lăng để giúp Giang gia giải quyết rắc rối, hắn tình cờ gặp Lạc Ly đang đi bắt người biến dị ở đó. Sau một khoảng thời gian dài như vậy, cũng nên có kết quả. Lạc Ly nghiêm túc gật đầu nói, đã phát hiện ra người đó thuộc Lưu gia ở tỉnh E đã sang Mỹ được gần 5 năm. Hắn ta chưa trở về được 2 tháng thì đột nhiên biến thành bộ dáng đó. Người của viện sinh học đã chiết xuất được một thành phần dược liệu hiếm thấy từ cơ thể của hắn ta. Sau khi phân tích, họ phát hiện ra rằng đó là một loại thuốc di truyền mới. Thuốc di truyền. Lục Vân cau mày và rơi vào trầm tư. Hắn nhớ tới căn cứ thí nghiệm gen năm đó đã bị phá hủy ở Nam Ngư Quốc và người phụ trách căn cứ thí nghiệm đó cũng là một người Mỹ. Có vẻ như gần đây ở Mỹ có rất nhiều động tĩnh. Lạc Ly khẽ thở dài, nói, đáng tiếc là người biến dị không. Thể nói chuyện và đã chết ngay sau khi bọn chị đưa hắn ta quay về nên không thể hỏi được gì cả. Về phần Lưu gia, bọn họ chỉ nói rằng trước khi xảy ra biến dị, người này đang làm việc ở Mỹ. Lưu gia cũng không biết chính xác hắn ta ở đâu, làm công việc gì và có quan hệ với ai ở Mỹ. Điều mà chị lo nhất chính là hiện tại có thể có rất nhiều người ở Long Quốc đã tham gia thí nghiệm gen của Mỹ. Chỉ là bọn họ chưa xông ra bên ngoài, những người còn đang ẩn nấp tại Long Quốc, sớm muộn gì cũng là một tai họa ngầm. Hàng năm, có vô số người trở về Long Quốc từ Mỹ. Nhân cơ hội đó có nhiều người tham gia thí nghiệm gen đã trà trộn vào. Chỉ cần họ không đột nhiên biến dị thì bề ngoài vẫn giống như người bình thường. Nói chung là rất khó tìm ra. Khuôn mặt nhỏ xinh của Lạc Ly tràn ngập sự đau khổ, cô thực sự là một võ thần vì nước vì dân. Lục Vân không nhịn được đưa tay ra xoa xoa đầu của cô, nói chị Bảy, tạm thời chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Mặc kệ Mỹ dở trò gì, nếu như họ dám có ý đồ tấn công Long Quốc của chúng ta thì một lúc nào đó, bọn họ sẽ phải hối hận. Cũng chỉ có thể chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Lạc Ly lặng lẽ thở dài, đôi mắt đẹp như sao đột nhiên hướng lên nhìn Lục Vân, cô nói, thần quân điện hạ, sự an nguy của Long Quốc chúng ta đều dựa cả vào ngài. Lục Vân sững người, chị Bảy trang trọng quá rồi. Khi tỉnh táo lại, Lục Vân mới bỏ tay ra khỏi đầu Lạc Ly. Dọc theo mái tóc mềm mại lướt qua khuôn mặt non nớt của cô, hẳn khẽ nhéo nhéo, không phải dựa vào em mà là chúng ta. Trong một trang viên lớn tại thủ đô, Cao Phong đã trở về thủ đô và nói với sư phụ của mình là Bạch Long Vương về tình hình gặp phải ở thành Giang Nam. Lạc tiên tử. Ánh mắt của Bạch Long Vương âm trầm. Ông ta trầm mặc hồi lâu mới nói, ta nhớ rõ sư phụ võ đạo của Lạc tiên tử là Doãn Thu Thủy đúng không? Đúng ạ. Cao Phong gật đầu. Doãn Thu Thủy là con gái của Doãn Bái, hộ pháp của Tổng bộ Vũ Minh ở thủ đô. Hiện tại, bà ấy đang là viện trưởng của Học viện Võ thuật thủ đô, đã đề quy phâu tạo ra vô số học sinh xuất sắc và cung cấp rất nhiều người trẻ tài giỏi cho Vũ Minh. Lạc Ly chính là một trong những học trò của bà ấy. Đây chính là điều mà Bạch Long Vương sợ nhất. Sau một khoảng lặng dài, ánh mắt của Bạch Long Vương lấp lóe nói, bảo Đàm Chí Minh mang tiểu thiện nhân của hắn tới. Cao Phong gật đầu, anh ta cúi đầu rồi lui ra ngoài. Khi anh ta bước vào lần nữa, có một người đàn ông và một người phụ nữ ở phía sau anh ta, đó là Đàm Chí Minh và Lý Lộ. Đàm Chí Minh không chờ nổi, nói, Long Vương đại nhân, cảm tạ ngài rất nhiều. Cảm tạ cái gì? Bạch Long Vương nói, cảm tạ ngài đã ra tay giúp chúng tôi giết thằng nhãi không biết điều kia. Trên đường đến đây, Cao Phong không nói gì nên Đàm Chí Minh và Lý Lộ cứ tưởng rằng Bạch Long Vương tìm họ đến để nói với họ rằng Lục Vân đã bị xử lý. Nhưng ai ngờ, Bạch Long Vương cười lạnh nói, ai nói cho cậu biết là tôi đã giết thằng nhóc kia. Vẻ mặt của Đàm Chí Minh cứng đờ, khó hiểu nhìn Bạch Long Vương. Bạch Long Vương dừng một chút rồi nói, tôi lấy tiền của Đàm gia và cũng đã hứa giúp Đàm gia 3 lần nên đương nhiên sẽ không thất hứa, nhưng tên nhóc họ Lục kia là một ngoại. Tại sao? Khi Lý Lộ nghe thấy Bạch Long Vương từ chối giết Lục Vân, cô ta lập tức trở nên lo lắng và giọng điệu vô thức trở nên sắc bén. Chừng nào Lục Vân còn sống, đó là một trở ngại. Đương nhiên là Lý Lộ không cam lòng. Ánh mắt lạnh như băng của Bạch Long Vương đột nhiên đâm về phía Lý Lộ, nói, vừa rồi là cô chất vấn tôi. Tôi, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Lý Lộ lập tức hoảng sợ. Đàm Chí Minh vội nói, Long Vương đại nhân bình tĩnh, Lý Lộ chỉ là quá nóng vội.
cô ấy không có ý đắc tội với ngài đâu ạ. Lý Lộ vội vàng gật đầu. Bạch Long Vương thu hồi ánh mắt, nói, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, tốt nhất đừng để cho tiện nhân nhà cậu suy nghĩ lung tung nữa. Nếu không ngay cả tôi cũng giữ được đàm gia của cậu đâu. Ông ta vừa dứt lời, Đàm Chí Minh kinh ngạc. Lý Lộ cũng thở dốc. Ngay cả Bạch Long Vương cũng không giữ được đàm gia, lai lịch của thằng nhãi ở Giang Nam đó kinh khủng như. Vậy sao? Long Vương đại nhân, có khi nào ngài nhầm không? Tên nhóc kia có lai lịch gì? Dù nói gì Lý Lộ cũng không tin. Rốt cuộc Lục Vân có lai lịch gì khiến cho ngay cả Bạch Long Vương cũng sợ như vậy? Theo cô ta, bất kể là Tiêu Thấm hay Lục Vân, bối cảnh lớn nhất chính là Long Gia. Hiện tại vị đó của Long Gia sắp không xong, nên đương. Nhiên bọn họ không có sức ngăn cản. Nhưng nghe ý tứ của Bạch Long Vương, xem ra không phải như vậy. Bạch Long Vương khinh thường liếc nhìn Lý Lộ, cười lạnh nói tóm lại, nghe hay không tùy cậu. Nhưng nếu cậu gây sự vì chuyện này, tôi sẽ không giúp đàm ra. Ngài đã nói. Lý Lộ nóng nảy, suýt chút nữa đã nói ra câu ngài cầm tiền của chúng tôi, vậy mà không giúp chúng tôi. May mà Đàm Chí Minh nhanh chân nhanh tay bịt miệng cô ta lại. Nếu như chọc giận Bạch Long Vương, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Sư phụ, lúc này, Cao Phong yên lặng đứng một bên đột nhiên miệng một cách khó khăn. Nghe từ giọng điệu của anh ta, có vẻ như cực kỳ thống khổ. Khuôn mặt Cao Phong đỏ bừng, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, một luồng khí huyết điên cuồng từ trong cơ thể hắn ta nhanh chóng dâng trào, Cao Phong cố hết sức đè nén, khiến gân xanh trên cổ cũng nổi lên. Bạch Long Vương liếc hắn ta một cái, khẽ nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói với đám người Đàm Chí Minh, hai người đi ra ngoài chờ trước đi. Hai người cũng không dám hỏi gì thêm, sau khi kinh ngạc nhìn Cao Phong một cái, bọn họ mới ngoan ngoãn lui ra ngoài. Sau khi hai người Đàm Chí Minh rời đi, sắc mặt Bạch Long Vương đột nhiên trở nên âm trầm, ông ta bước đến gần Cao Phong, nhanh chóng nhấn ngón tay vào huyệt đạo của hắn ta. Bùm! Bạch Long Vương muốn giúp Cao Phong tẩy sạch máu huyết trong người, nhưng sau một khắc, ông ta đã bị một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động, khiến ông ta phải lui về phía sau mấy bước, ngón tay cũng suýt chút nữa bị chấn động đến gãy đoạn. Đây là chân khí, làm sao con lại khiêu khích người tu luyện? Trong mắt Bạch Long Vương đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Sư phụ, con, thấy khó chịu quá a. Sắc mặt Cao Phong đỏ bừng, nhãn cầu căng to giống như sắp sửa nổ tung, máu huyết lưu thông đồn dập. Ao! Theo sau tiếng gầm của Cao Phong, y phục trên người hắn ta đột nhiên bị một luồng khí thế đáng sợ thổi bay, đồng thời, một hoa văn màu đỏ tươi giống như một con rắn màu máu vặn vẹo trên ngực hắn ta, sau đó chậm rãi biến mất, cô đọng lại thành hai chữ chói lọi. Thiên, sáp, thiên sáp. Bạch Long Vương nhìn thấy hai chữ này, hai mắt suýt nữa đã trừng to đến nứt ra. Thiên sáp vương, y ngắn. Phẩm chân khí trong cơ thể Cao Phong là do thiên sáp vương để lại. Toàn thân Bạch Long Vương không khỏi run lên, cả khuôn mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy, hoàn toàn trái ngược. Với sắc mặt đỏ bừng của Cao Phong. Nghiệt đồ, con đã làm cái quái gì vậy? Tại sao lại chọc đến thiên sáp vương? Bạch Long Vương kinh hãi thốt lên, sau đó xông tới phía trước gầm lên với Cao Phong, hùng hổ như thể ngay giây kế tiếp sẽ bóp chết Cao Phong. Sau khi hai chữ màu máu đó xuất hiện, máu huyết tích tụ trong cơ thể Cao Phong dường như đã tìm được lối thoát, cuối cùng hắn ta không còn khó chịu nữa, chỉ thấy trên trán hắn ta còn sót lại từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, run rẩy nói, sư phụ, không có, con không có đắc tội thiên sát vương. Bạch Long Vương sao có thể tin lời của hắn ta được? Nếu không có thì thiên sáp vương để lại chân khí trong người con làm gì? Con có thể giải thích được không? Thử giải thích cho ta nghe xem. Cao Phong vô cùng sợ hãi, hô hấp của hắn ta như dừng lại ngay khắc này. Thật sự là, hắn ta không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Sau khi từ tỉnh Giang Nam trở về, Cao Phong đã trực tiếp đến gặp Bạch Long Vương để thuật lại tình hình. Hắn ta hoàn toàn không tiếp xúc với người tu luyện nào cả, chứ đừng nói đến thiên sáp vương. Thậm chí Cao Phong còn không biết thiên sáp vương là yêu. Làm sao người đó có thể để lại dấu vết chân khí trong cơ thể hắn ta chứ? Cao Phong cảm thấy lực xiết trên cổ ngày càng mạnh, hô hấp ngày càng khó khăn làm đại não thiếu oxy, nhãn cầu trợn ngược lên, tựa như ngay giây tiếp theo thôi hắn ta sẽ nghẹt thở mà chết. Thật may mắn! Khi hắn ta tưởng mình chết chắc rồi, Bạch Long Vương lại buông tay.
tay chuyển sang nắm lấy thân thể hắn ta ném ra ngoài, thân thể đập mạnh vào tường gây ra một tiếng nổ lớn. Cao Phong vừa thở hổn hển vừa nôn ra máu, trông vô cùng đau khổ. Bạch Long Vương tức giận hét lên, hãy kể chi tiết cho ta biết hôm nay con đi những đâu và có tiếp xúc với những ai, nếu dám bỏ sót chi tiết nào thì con đi chết đi. Bạch Long Vương cũng sợ chứ. Cao Phong là đệ tử của ông ta, nếu hắn ta đã dám chọc tới Thiên Sát Vương thì người làm sư phụ như ông ta sợ rằng cũng không tránh khỏi liên lụy được. Hai ký tự màu đỏ như máu này chính là lời cảnh cáo của Thiên Sát Vương dành cho ông ta. Cho nên Bạch Long Vương phải tìm ra ai là Thiên Sát Vương, sau này có gặp mặt cũng phải cẩn thận đi đường vòng, nếu không lại chọc đến hắn lần nữa, ông ta có 1000 cái đầu cũng không đủ dùng. Đến lấy hơi để kể Cao Phong còn không dám, hắn ta không chần chừ giây nào, vội vàng kể hết những nơi mình đã đến hôm nay và những người hắn ta đã tiếp xúc. Bao gồm cả hai người Đàm Chí Minh và Lý Lộ vừa rồi. Sau khi nghe hắn ta nói hết, sắc mặt Bạch Long Vương càng ngày càng âm trầm, sát khí dâng trào, ông ta quát, chỉ vậy thôi sao, còn sót cái gì không? Hôm nay Cao Phong không có tiếp xúc với nhiều người. Mà trong số những người hắn ta vừa kể có vẻ như không có thể là Thiên Sát Vương. Hai chân quỳ trên mặt đất, Cao Phong không ngừng dập đầu, kinh hãi nói, sư phụ, những gì con vừa kể là tất cả những người con gặp hôm nay, không có sơ sót. Đó hoàn toàn là sự thật, thưa sư phụ. Chính hắn ta cũng rất muốn tìm ra xem ai là Thiên Sát Vương. Nhưng mà, thực sự chỉ có nhiều đó người. Cao Phong liên tục đập đầu xuống đất. Cuối cùng có vẻ như đã nhớ ra gì đó, hắn ta đột nhiên nâng cao giọng nói, sư phụ, hình như con biết là ai rồi. Ai, mau nói cho ta biết. Là người tu đạo mà ngài phái con đi giết. Hắn chính là Thiên Sát Vương. Nhất định là hắn đấy sư phụ. Sau khi Cao Phong liên tục dập đầu, thì đầu óc của hắn ta như được khai sáng, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Rõ ràng lúc đầu Lý Lộ nói rằng kẻ sắp bị giết là một người tu đạo. Nhưng tới khi chiến đấu với Lục Vân, Cao Phong mới phát hiện ra rằng Lục Vân hoàn toàn không phải là một người tu đạo. Không thể có người tu đạo nào mạnh mẽ như vậy được. Vào thời điểm đó, Cao Phong chỉ nghĩ rằng thông tin của Lý Lộ đã sai, nhận nhầm một võ giả thành người tu đạo. Thế nhưng đến bây giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ Lục Vân không phải là người tu đạo, hơn nữa cũng không phải là một võ giả, mà hắn là người tu luyện. Người tu luyện. Một nghề nghiệp rèn luyện song song về mặt thân thể và đạo pháp. Nói theo cách này mọi chuyện dường như đã có lời giải. Chân khí trong cơ thể Cao Phong là do Lục Vân, một người tu luyện để lại, có nghĩa là, Lục Vân là Thiên Sát Vương. Khó trách lúc đó Lục Vân lại có thể phản ứng nhanh như vậy, theo tình huống lúc đó, có lẽ Lục Vân còn chưa phô bày hết thực lực của mình, hay nói cách khác, hắn chỉ biểu hiện ra 1% sức mạnh vốn có. Điều đáng hổ thẹn hơn chính là, Cao Phong đã cảm thấy sỉ nhục chỉ vì dùng hết 5% công lực vẫn không giết được Lục Vân. Hiện tại nhìn lại, dù hắn ta có dùng hết sức cũng không thể đụng tới một sợi tóc của Lục Vân đâu. Cao Phong đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cao Phong cảm thấy sợ hãi vô cùng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Dù là mơ hắn ta cũng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ vô ý giao chiến với Thiên Sát Vương như vậy. Chẳng những là đánh nhau mà còn dám cười nhạo, Thiên Sát Vương. Cao Phong thực sự muốn xé toạc miệng mình ra. Sốt cục. Chân khí này đã lưu lại trong cơ thể mình khi nào? Đầu óc Cao Phong nhanh chóng hoạt động. Chỉ chốc lát sau, hắn ta đã nghĩ ra. Chắc chắn là từ lúc rời đi kia, Thiên Sát Vương có vỗ vào vai hắn ta một cái. Khi vừa bị vỗ, Cao Phong không hề cảm thấy gì cả, thậm chí còn rất kiêu ngạo yêu cầu Lục Vân bỏ bàn tay bẩn thỉu của hắn ra. Bây giờ nhớ tới, hắn ta lại sợ hãi không thôi. Lực khống chế chân khí của Thiên Sát Vương quá đáng sợ, có thể ẩn giấu không kẽ hở, thu phóng tùy ý. Chẳng trách hắn có thể trở thành nhân vật tôn quý của Long Quốc. Sau khi nghe Cao Phong nói xong, da đầu của Bạch Long Vương lập tức tê dại, nỗi sợ trong cơ thể ông ta bắt đầu bùng nổ, điên cuồng dâng cao như thủy triều. Dường như mỗi một tế bào trong cơ thể của ông ta đều đang run lên. Lý Lộ đáng chết, tiện nhân này. Bạch Long Vương giống to về phía cửa, nội lực phun trào như núi lửa va vào cửa lớn, đập chúng thành nhiều mảnh, hiện ra hai bóng người run rẩy nấp ngoài cửa. Nếu nói, người chống lưng cho Lục Vân là Lạc Tiên Tử thì Bạch Long Vương tối đa cũng chỉ cảnh cáo Lý Lộ đừng giết Lục Vân nữa,
ông ta không thể vì Đàm gia mà đắc tội với Vũ Minh. Độc thiện kỳ thân, sao tức là tu thân, giữ mình, không màng thế sự, hay còn khác là chỉ lo cho mình mà không màng đến người khác. Nhưng tình hình hiện tại là Lục Vân hoàn toàn không cần người chống lưng, bởi vì chính hắn đã là chỗ dựa lớn nhất. Thiên Sát Vương đã là sự tồn tại khủng bố hơn Vũ Minh không biết bao nhiêu lần. Bạch Long Vương không độc thiện kỳ thân được nữa. Ông ta sợ rồi. Sợ Đàm gia và Lý Lộ chọc giận Thiên Sát Vương xong sẽ khiến hắn giận lây sang cả ông ta. Cho nên tâm trạng của Bạch Long Vương lúc này kinh hãi nhiều hơn là tức giận, chỉ hận không thể dùng một chưởng tát chết Lý Lộ. Tiện nhân khốn kiếp, muốn chết cũng đừng lôi tôi xuống nước chứ. Bạch Long Vương vừa mở miệng lại chửi một trận. Vẽ mặt hung ác, giống như một con dã thú phát cuồng, nhìn chằm chằm vào Lý Lộ, vươn tay về phía trước, nội lực đáng sợ trong nháy mắt hóa thành một bàn tay khổng lồ, túm lấy tóc Lý Lộ, ném cô ta ra xa hơn 10 mét. Lý Lộ trực tiếp sợ đến tè ra quần, để lại một vệt ướt dài trên mặt đất. Đàm Chí Minh cũng sợ hãi. Anh ta chưa từng thấy Bạch Long Vương giận dữ đến mất bình tĩnh như vậy, phải biết rằng trước đây mỗi lần anh ta nhìn thấy Bạch Long Vương, ông ta vẫn luôn giữ thái độ kiêu ngạo. Rốt cuộc hôm nay đã có chuyện gì vậy? Đàm Chí Minh không dám hỏi, chỉ biết bất lực nhìn người phụ nữ của mình bị một lực lượng đáng sợ quăng đi hơn chục mét. Sau khi dạy cho Lý Lộ một bài học, ánh mắt cực kỳ sắc bén của Bạch Long Vương bất ngờ. Đâm thẳng vào Đàm Chí Minh. Khiến đôi chân của Đàm Chí Minh sợ hãi đến mềm nhũ, anh ta kinh hãi quỳ rạp xuống đất. Long Vương đại nhân, xin hãy tha cho tôi. Đàm Chí Minh vội vàng dập đầu. May mắn là, Bạch Long Vương không có công kích anh ta, mà là nén giận nói, Đàm Chí Minh, Đàm gia sớm muộn gì cũng chết trong tay cậu thôi, từ nay về sau, hợp tác của chúng ta chấm dứt. Hợp tác, chấm dứt. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, đầu óc Đàm Chí Minh hoàn toàn trống rỗng. Toàn bộ sức lực trong cơ thể anh ta như bị rút cạn. Người chống lưng cho Đàm gia là Bạch Long Vương. Bây giờ Bạch Long Vương nói muốn chấm dứt hợp tác với Đàm gia, đồng nghĩa với việc từ nay Đàm gia sẽ không còn chỗ dựa ở kinh thành này nữa. Từ đó sụp đổ là chuyện khó tránh khỏi. Bạch Long Vương hừ lạnh một tiếng nói, đừng nói tôi thất tín, khi cha đến chống lưng cho Đàm gia, tôi có đồng ý giúp cậu ba việc, trước kia đã giúp cậu một lần. Hiện tại, tôi trừ lại hai cái mạng hèn của cậu và Lý Lộ, coi như đã xài hết hai cơ hội còn lại. Không giết tức là giúp. Một mạng đổi một cơ hội, thế là hết. Đàm Chí Minh nhất thời choáng váng cả người. Như vậy cũng được sao? Trong lòng của anh ta đương nhiên là không cam tâm. Nhưng không cam lòng thì làm gì được chứ? Bạch Long Vương là tôn giả một phương, bản tính bá đạo, Đàm gia không có cách nào khống chế được ông ta. Sắc mặt Đàm Chí Minh lập tức tái nhợt, trầm mặc hồi lâu, hắn anh ta đột nhiên đưa ra quyết định, buông lời cầu xin, Long Vương đại nhân, xin hãy cho Đàm gia một cơ hội nữa, mạng của Lý Lộ sẽ giao lại cho ngài. Nếu thực sự một mạng bằng một cơ hội, thì mạng của Đàm Chí Minh anh nhất định phải đổi về, còn Lý Lộ thì... Bạn của cô ta làm sao có thể so với sự bảo vệ của Bạch Long Vương? Nói thẳng ra, không có Lý Lộ, Đàm Chí Minh vẫn có thể tìm được những người phụ nữ khác. Nhưng nếu không có, Bạch Long Vương làm chỗ dựa, Đàm gia sẽ diệt vong. Đàm Chí Minh không ngần ngại giao Lý Lộ ra, bằng bất cứ giá nào anh ta cũng phải giữ lấy cơ hội cuối cùng này. Chồng, chồng à, anh không thể đối xử với em như vậy, chấm ANS đã nói sẽ đối xử tốt với em cả đời mài. Lý Lộ bị quăng ra ngoài hơn chục mét, đầu gối và lòng bàn tay bê bết máu, đau đến nhe răng nhếch miệng. Sau khi nghe Đàm Chí Minh nói vậy thì cô ta đã cố nén đau bò trở lại trước mặt Đàm Chí Minh. Một mùi nước tiểu sộc thẳng vào người Đàm Chí Minh. Anh ta cau mày nói, không phải cô cũng nói một khi gả. Vào Đàm gia thì cả đời đều là người Đàm gia sao? Bây giờ đúng lúc có chuyện cần cô hy sinh cho Đàm gia đây. Trong mắt anh ta lên một tia kiên quyết, anh ta đột nhiên đứng dậy và đá Lý Lộ ra, tiếp tục nói, huống hồ, chuyện này vốn là do cô gây ra. Tôi còn vì cô mà lãng phí một cơ hội được Long Vương đại nhân che chở, như thế cũng coi như đã tận tình tận nghĩa với cô rồi. Lý Lộ bị Đàm Chí Minh đá như một con chó, lăn liền vài vòng trên mặt đất, đến khi ngẩng đầu lên thì trưng ra vẻ oán hận nhìn chằm chằm vào Đàm Chí Minh, nói anh. Anh thật độc ác. Đàm Chí Minh phớt lờ cô ấy, đá Lý Lộ ra cái nữa rồi lại quỳ xuống trước mặt Bạch Long Vương và cầu xin, Long Vương đại nhân,
mạng của Lý Lộ đã giao cho ngài, chỉ cầu ngài hãy cho Đàm gia chúng tôi một cơ hội nữa. Ai ngờ, lúc này Bạch Long Vương lại cười lạnh nói, có cho cơ hội nữa không, không phải do cậu nói là được, có muốn lấy mạng Lý Lộ không cũng không phải do cậu quyết định. Ngay từ khi biết người mà Đàm gia chọc phải là Thiên Sát Vương, Bạch Long Vương đã quyết định vạch rõ ranh giới với Đàm gia. Rồ ó lẽ Thiên Sát Vương không phải là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Hoặc có lẽ Thiên Sát Vương không có ý định đuổi cùng giết tận Đàm gia. Thế nhưng Bạch Long Vương không dám đánh cược. Nếu bất cứ ai gặp phải tình huống này, bọn họ cũng sẽ không dám đánh cược. Ai dám chạy tới bảo hộ một gia tộc đắc tội với Thiên Sát Vương? Lỡ như khiến cho Thiên Sát Vương hiểu lầm tưởng rằng ông ta cũng khiêu khích uy nghiêm của ngài thì hỏng. Cho nên có cơ hội tốt như vậy để vạch rõ ranh giới với Đàm gia, Bạch Long Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một mạng bù đắp cho một cơ hội bảo hộ, lỡ có bị truyền ra ngoài cũng sẽ không hủy hoại thanh danh. Ông ta thật nhanh trí. Bạch Long Vương giả nhân giả nghĩa nói, nếu Lý Lộ chỉ là tiểu tình nhân của cậu thì có lẽ tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu, nhưng nếu như Lý Lộ đã gả cho cậu, là người của Đàm gia thì cô ta cũng xứng đáng có một cơ hội. Cô ấy đáng giá. Trong lòng Đàm Chí Minh điên cuồng gào thét nhưng anh ta không dám nói ra. Anh ta làm gì có gan hét lên. Đàm Chí Minh không ngu ngốc, sao anh ta có thể không nhìn ra Bạch Long Vương quyết tâm vạch rõ ranh giới với Đàm gia. Lại còn nói Lý Lộ là người Đàm gia, e rằng chỉ là muốn lập đền thờ mà thôi. Cho dù Đàm Chí Minh không cưới Lý Lộ vào nhà, Bạch Long Vương cũng sẽ lấy lý do khác. Chỉ bằng cứ giữ lời trong lòng. Lỡ như nói ra đắc tội với Bạch Long Vương khiến cho ông ta đổi ý thì sẽ tổn thất lớn. Ngày hôm đó, Đàm Chí Minh vừa mới trở về chưa được bao lâu, Bạch Long Vương đã tuyên bố từ nay sẽ không còn là chỗ dựa cho Đàm gia nữa, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ chấm dứt. Có vẻ như ông ta định nói với bên ngoài rằng, không phải là tôi không giữ lời mà là ba cơ hội hứa ban đầu đã sử dụng hết. Nếu như những gia tộc khác muốn gửi tiền cho tôi, nếu như muốn tôi trở thành chỗ dựa vững chắc, có thể yên tâm mạnh dạn tới, chúng tôi đều hợp tác một cách thiện chí. Khi biết tin, những thế gia hào môn ngang cơ với Đàm gia ở thủ đô đều rất vui mừng. Đàm gia mất đi chỗ dựa là Bạch Long Vương, sau này chỉ có thể sống khép nép. Sau một thời gian dài, đương nhiên sẽ bị những hào môn khác ở thủ đô chèn ép. Đàm Chí Minh vô cùng tức giận, tên Bạch Long Vương này đúng là quá đáng. Ban đầu, Đàm Chí Minh nghĩ rằng chỉ cần chuyện Bạch Long Vương chấm dứt quan hệ hợp tác với Đàm gia không bị lộ thì người bên ngoài sẽ không biết chuyện. Cùng lắm là khi Đàm gia bàn chuyện làm ăn ở thủ đô, bọn họ hạ thấp mình một chút là được. Nhưng ai mà ngờ rằng Đàm Chí Minh vừa rời khỏi, Bạch Long Vương đã lập tức truyền tin. Đây chẳng khác nào dậu đổ bìm leo. Đàm Chí Minh cũng không thể nói rằng Bạch Long Vương sai, chỉ có thể nói rằng Bạch Long Vương không tử tế. Tuy nhiên cho dù Bạch Long Vương sống không tử tế thì đã sao, Đàm Chí Minh cũng không dám nói gì. Đàm Chí Minh chỉ đành chút hết cơn giận lên Lý Lộ, đánh cô ta một trận tơi bời rồi đuổi khỏi Đàm gia. Sau khi Lý Lộ bị đuổi ra khỏi nhà, cô ta hồn bay phách lạc. Bây giờ cô ta không còn gì cả. Sắc trời dần trở nên u ám, sấm sét ầm ầm. Mỗi lần có tiếng sấm vang lên, dường như trong lòng Lý Lộ lại bị rạch một đường. Cô ta không cam tâm. Một trận mưa lớn ập xuống, Lý Lộ ướt như chuột lột. Cô ta đi chân chân trên đường, nhìn những người cầm ô xung quanh mà cảm thấy mình thật khác lạ. Tiêu Thấm, đều tại cô. Lý Lộ nghiến răng nghiến lợi, đúng lúc một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời chiếu rõ vẻ mặt căm hận của cô ta. Nếu như không phải do Tiêu Thấm thì cô ta sẽ không chọc vào Lục Vân. Nếu như không chọc vào Lục Vân thì Bạch Long Vương sẽ không tức giận. Nếu như Bạch Long Vương không tức giận thì cô ta sẽ không bị đuổi khỏi Đàm gia và sẽ không sa sút tới mức này. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Tiêu Thấm. Đúng, là do Tiêu Thấm. Chính cô ta đã khiến cho mình trở thành như bây giờ. Lý Lộ không hề nghĩ rằng trong suốt thời gian qua, chính cô ta là người luôn chọc vào Tiêu Thấm, còn Tiêu Thấm chưa bao giờ để tâm tới cô ta. Mọi chuyện ngày hôm nay, đều do cô ta mà ra. Làm sao Lý Lộ có thể suy nghĩ rằng đó là lỗi của mình? Nếu như cô ta có thể suy nghĩ lại thì đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Đáng lẽ hiện tại cô ta nên an phận làm vợ của Đàm Chí Minh, thay vì những chuyện cũ mà bám lấy Tiêu Thấm. Càng nghĩ về điều đó, Lý Lộ lại càng không cam tâm,
càng ghen tị với Tiêu Thấm. Không cần biết dùng cách nào, tôi muốn cậu tìm mấy người bắt Tiêu Thấm, luân phiên cưỡng hiếp cô ta rồi quay phim đăng lên mạng. Tôi muốn cô ta thanh bại danh liệt. Lý Lộ gọi điện thoại và hét lên với vẻ điên loạn. Cô ta đã hoàn toàn mất trí. Vì sử dụng những cách thông thường không thể bôi đen Tiêu Thấm được nên phải sử dụng các phương pháp cực đoan. Giờ không còn gì để mất. Cho dù có phải chết, cô ta cũng phải kéo Tiêu Thấm chôn cùng. Chị Lý, chị điên rồi sao? Chưa nói đến Long Gia, hiện tại sau lưng Tiêu Thấm còn có tu đạo giả. Bọn em làm gì dám tới gần cô ta, như vậy chẳng phải tìm chết sao? Khi nghe những lời của Lý Lộ ở đầu điện thoại bên kia, Tổ bị sốc. Không ngờ lời thuyết phục của A Tổ chẳng những không có tác dụng mà còn khiến cho Lý Lộ càng thêm kích động, cô ta hét lên, cậu nói ai điên? Vừa rồi, cậu nói ai điên? Chị Lý, đừng kích động, chị bình tĩnh nghe em nói đã. Câm mồm. Lý Lộ lau nước mưa trên mặt, lớn tiếng quát, đừng quên, cậu chỉ là một con chó tôi nuôi. Mấy năm nay, tôi cho cậu ăn xương, bây giờ cậu lại dám làm trái lệnh tôi. Ở đầu bên kia điện thoại im lặng. Chỉ có tiếng sấm ầm ầm vang lên từ bên Lý Lộ. Một lúc sau, giọng của A Tổ trầm trầm vang lên, chị Lý, đương nhiên là em sẽ nghe theo lệnh của chị nhưng chuyện này quá hệ trọng, không tiện nói qua điện thoại. Chúng ta cần phải cùng nhau thảo luận biện pháp đối phó đã. Lúc này, trong đầu Lý Lộ chỉ toàn ý nghĩ muốn kéo. Tiêu Thấm chôn cùng, cô ta hoàn toàn không nghe ra trong giọng nói của A Tổ có gì bất thường. Địa điểm gặp mặt tại nhà thuê của A Tổ. Lý Lộ lập tức lao ngay tới nơi gặp mặt. Khi cô ta chạy tới nhà thuê, A Tổ và các đàn em của anh ta đều ở đó và bọn họ đều nhìn Lý Lộ với ánh mắt kỳ lạ. Thế nhưng Lý Lộ lại không nhận ra điều đó. Bây giờ cô ta đã hoàn toàn mất trí nên khi vừa mới gặp nhau, cô ta đã gào lên với A Tổ, bất kể phải dùng cách gì, trói hay đánh thuốc mê đều được. Tóm lại, tôi muốn dùng mọi cách để tiêu diệt Tiêu Thấm. Còn tên tu đạo giả bên cạnh Tiêu Thấm thì sao? A Tổ hỏi. Bên các cậu nhiều người như vậy, còn tên tu đạo. Giả đó chỉ có một mình, không biết dùng kế rượu hổ ly sơn sao? Chắc chắn sẽ có lúc Tiêu Thấm ở một mình, chuyện này còn cần tôi dạy mấy cậu ư? Đây khác nào đùa với lửa. Nếu như tên tu đạo giả kia phát hiện ra Tiêu Thấm xảy ra chuyện, nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Sau khi quay video Tiêu Thấm xong, cậu hãy ra nước ngoài đi. Cho dù hắn ta có bản lĩnh như thế nào thì làm sao có thể ra tận nước ngoài đuổi giết cậu? Hai chân của cậu dùng để làm gì? Để trưng bày à? Chị Lý, chị đừng nói với tôi bằng giọng hống hách như vậy. Giọng điệu hống hách. Nghe được lời nói của A Tổ, mũi của Lý Lộ lập tức vặn vẹo. Nó thực sự bị vẹo vì cô ta mới sửa mũi vào nửa năm trước. Lý Lộ gào lên, sao nào, biết tôi bị đuổi khỏi Đàm gia, ngay cả con chó là cậu cũng muốn cần chủ sao? Cậu cắn một cái thử xem. Chị Lý, chị đừng kích động như vậy. Đừng nói nhảm với tôi nữa, cứ làm theo lời tôi nói đi. Tôi muốn cậu phải cho tôi một kết quả trong vòng 3 ngày. 3 ngày có ngắn quá không? Đừng nói điều kiện với tôi, đây là mệnh lệnh. Sau khi hoàn thành công việc, toàn bộ tiền trong tấm thẻ này sẽ thuộc về các cậu. Lý Lộ lấy một tấm thẻ VIP của Thương hội Long Quốc rồi lạnh lùng ném vào mặt A Tổ. Mặc dù đã bị đuổi khỏi Đàm gia nhưng dù sao cô A cũng từng là một minh tinh nổi tiếng nên cô ta cũng có một khoản tiết kiệm, bằng chứng chính là tấm thẻ trí ôn của Thương hội Long Quốc. Tấm thẻ ném thẳng vào mặt A Tổ như thể tát vào mặt anh ta. A Tổ không nói gì. Sau khi im lặng một hồi, anh ta nhặt tấm thẻ đen trí tôn từ dưới mặt đất lên, dường như đã hạ quyết tâm nói, Lý Lộ, chị biết A Tổ tôi rất tham tiền. Thậm chí vì tiền mà tôi có thể làm một số việc bẩn thỉu cho chị. Nhưng chị biết đấy, đối với một người đàn ông, ngoài tiền ra còn một thứ vô cùng quan trọng đó là tôn nghiêm. Mấy năm nay, chị ra lệnh cho tôi và tôi cũng chưa từng nói gì nhưng chị cứ được một tấc lại tiến một thước. Hết lần này đến lần khác, dùng tiền chà đạp lên ôn nghiêm của tôi. Lần này, chị lại muốn anh em xông vào chỗ chết. Ánh mắt A Tổ lấp lóe, nói từng chữ một, đột nhiên anh ta gấp tấm thẻ đen trong tay lại và đáp trả thẳng vào mặt Lý Lộ. Nói chị thật sự cho rằng chỉ bằng một chút tiền này thì có thể đối xử với người khác như một con chó ư. Cuối cùng, giọng nói của A Tổ đã trở thành tiếng gầm. Sự tức giận tích tụ mấy năm qua bùng phát vào giờ phút này,
hai mắt đỏ tươi nhìn chăm chằm vào Lý Lộ như thể anh ta là một người hoàn toàn khác. Cậu phản rồi. Lý Lộ sửng sốt, nhìn thấy các đàn em của A Tổ tiến lại gần mình. Cô ta nhận ra có điều gì đó không ổn liền hét lên, các người. Các người muốn làm gì? Muốn làm gì ư? A Tổ cười lạnh, Lý Lộ, tôi vốn tưởng rằng tôi đã làm việc cho chị lâu như thế, không có công lao cũng có khổ lao nhưng tư thế kiêu ngạo của chị thực sự khiến tôi rất không vui. Nói xong, anh ta tát thẳng vào mặt Lý Lộ. Lý Lộ mới bị Đàm Chí Minh đánh không lâu, vết thương ở khóe miệng vừa mới lành. Hiện tại lại bị A Tổ tát một phát nữa khiến cho máu lại bị chảy ra. Tôi cảnh cáo cậu không được làm loạn. Lý Lộ cảm thấy hoảng sợ, đứng dậy muốn trốn ra ngoài nhưng lại bị hai đàn em của A Tổ chặn ngoài cửa. Chị muốn chúng tôi luân phiên cưỡng hiếp Tiêu Thấm đúng không? Muốn chúng tôi quay video Tiêu Thấm đăng lên mạng đúng không? Hiện tại tôi sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của chị. A Tổ cười dữ tợn, kéo Lý Lộ lại và xé quần áo của cô ta. Lý Lộ hét lên muốn chống cự nhưng lại bị đàn em của A Tổ đè lên bàn, không thể động đậy. Ngay cả miệng của cô ta cũng bị chặn lại, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguầy. Các anh em, có thấy không, đây là một đại minh tinh đấy. Hai mắt A Tổ bốc hỏa, không khỏi nhớ lại cảnh tượng ở khách sạn Thành Giang Nam cách đây không lâu, vẻ mặt của anh ta càng lúc càng hưng phấn. Không phải trước đây chị thích ra lệnh lắm sao? Nào, hiện tại ra lệnh cho tôi làm gì đi? Lục Vân không hề biết chuyện đã xảy ra với Lý Lộ và hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn đi theo Long Diệc Tuyết tới Long Gia. Chị Sáu còn đang đóng phim ở Giang Nam nên không thể về thủ đô được. Còn chị Bảy Lạc Ly. Sau khi đến thủ đô, cô đã tách khỏi Lục Vân và nói rằng sẽ đi thăm ân sư của cô. Tình cờ là sau khi chuyến thăm của cô kết thúc, Lục Vân cũng đã gặp ông nội của Long Diệc Tuyết gần xong. Đến lúc đó, Lạc Ly giới thiệu ân sư của mình với Lục Vân. Trước đây, trước khi Lạc Ly trở thành tu võ giả, cô đã được nhận vào một học viện danh tiếng ở thủ đô, sau đó tình cờ gặp được thầy của mình là Doãn Thu Thủy. Doãn Thu Thủy cảm thấy cô có năng khiếu võ thuật nên rất khuyến khích cô theo học võ thuật tại học viện võ thuật thủ đô. Lạc Ly do dự một lúc lâu. Cuối cùng, Doãn Thu Thủy nói rằng cô không cần bỏ học, chỉ cần tham gia võ thuật như một khóa học tự chọn trong trường đại học. Cô có thể luyện tập khi có thời gian. Sau đó, Lạc Ly mới đồng ý. Ngay cả trong hoàn cảnh làm hai việc cùng một lúc, như vậy, Lạc Ly đã nhanh chóng trở thành một ngôi sao đang mới lên ngay sau khi vào học viện võ thuật thủ đô, tài năng võ thuật của cô đúng là không thể tưởng nổi. Sau khi đến Kinh Thành, Lạc Ly đến học viện võ thuật Kinh Thành để thăm lão sư của cô. Lục Vân đi theo Long Diệc Tuyết đến Long Gia, giờ phút này, mọi người trong Long Gia đều rất lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Lão gia tử Long Thuyên của bọn họ đang hấp hối, chỉ còn nửa cái mạng tàn, nếu như vị tôn giả cảnh này về với Tây Phương Cực Lạc, thì mấy vị hóa cảnh tông sư còn lại căn bản không đủ để chèo chống Long Gia bọn họ. Quy luật sinh tồn giữa các hào môn ở Kinh Thành ở Long Quốc có thể nói là tàn khốc nhất. Cho dù tổng bộ của Vũ Minh cũng ở Kinh Thành làm các võ giả không dám quá mức làm càn, nhưng những chuyện như vậy lại không áp dụng được trong bóng tối. Cái gọi là tích lũy tư bản, chính là sự bóc lột tàn nhẫn và cướp đoạt tài nguyên bằng cách dùng mọi thủ đoạn bất hảo để vắt kiệt không giới hạn ngoài lề luật lệ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm thổ phỉ. Bên cạnh đó, Vũ Minh thực sự đại diện cho công lý sao? Đã là tập thể thì phải dính dáng lợi ích. Hơn nữa sau lưng một số nhân vật có tên tuổi trong Vũ Minh còn dính líu đến không ít hào môn phức tạp. Vì thế, đợi đến lúc Long Thuyên qua đời, Long Gia muốn dựa vào quy tắc của Vũ Minh để xin tị nạn, là điều khó thể xảy ra nhất. Đàm Gia cũng như thế, cho nên sau khi bọn họ mất đi chỗ dựa là Bạch Long Vương, mới lộ ra vẻ lo lắng. Tình cảnh hiện tại của Long Gia cũng không khá hơn Đàm Gia bao nhiêu, hoàn toàn có thể dùng tiếng kêu than trời để hình dung. Khi Long Diệc Tuyết trở về Long Gia, cha cô, Long Xuyên, lập tức sốt ruột hỏi, thế nào rồi Diệc Tuyết, cô Tiêu có nói với con về cơ duyên đó không? Những người khác trong Long Gia cũng tràn đầy mong đợi nhìn cô. Có thể nói, tất cả hy vọng của Long Gia đều đặt trên người Long Diệc Tuyết. Long Diệc Tuyết gật đầu nói, dạ, Thấm Thấm có nói cho con biết về cơ duyên đó. Thật sao? Nói xong lời này, ánh mắt đám người Long Xuyên rõ ràng trở nên nóng lên. Càng thêm gấp gáp nói, Diệc Tuyết, mau nói cho cha biết, cái cơ duyên kia rốt cuộc là cái gì?
Long Diệp Tuyết nhìn thoáng qua Lục Vân ở bên cạnh, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói, cơ duyên mà đạo sĩ, Thiên Huyền Từ đề cập, chính là vị này. Lục tiên sinh anh tuấn tiêu sái và thiên hạ vô song. Sau khi nói xong, trên người Long Diệp Tuyết nổi lên một tầng da gà khó chịu. Đương nhiên, đây không phải là điều cô ấy muốn nói, cô ấy sẽ không bao giờ dùng những ngôn từ như vậy để khen ngợi một người đàn ông, quá mức tục tĩu quá buồn nôn, không phải phong cách của Long Diệp Tuyết. Về phần vì sao cô lại nói như vậy? Ngoại trừ bị ép buộc ra, còn có thể là cái gì? Trước khi Lục Vân đi theo Long Diệp Tuyết đến Long Gia, hắn đã nói với cô ấy rằng, khi giới thiệu hắn nhớ nói chuyện cho tử tế, bằng không hẳn sẽ không vui, mà nếu hắn không vui, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến y thuật của hắn. Long Diệp Tuyết thừa biết Lục Vân đang nói đùa. Nhưng khi cô ấy giới thiệu về hắn, dừng lại một chút, rồi lại thêm vào hai câu, anh tuấn tiêu sái, và thiên hạ vô song vào. Quả nhiên trong nháy mắt, mọi người trong Long Gia đều lộ ra biểu cảm quái dị. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy Long Diệp Tuyết khen ngợi một người đàn ông như vậy. Rốt cuộc vị Lục tiên sinh kia là ai mà đáng được? Long Diệp Tuyết khen ngợi như vậy, vì sao nói hắn là cơ duyên của Long gia? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lục Vân. Long Diệp Tuyết không kìm được mà nói, Lục tiên sinh này là em trai của Tiêu Thấm, đồng thời cũng là đệ tử của đạo sĩ Thiên Huyền Tử. Gần đây, vị thần y đang được đồn đại gần đây ở tỉnh Giang Nam cũng chính là Lục tiên sinh. Long Diệp Tuyết đem những gì lúc trước Tiêu Thấm nói với cô ấy, tường thuật lại. Đệ tử của đạo sĩ Thiên Huyền Tử, mọi người trong Long gia nghe thấy điều này, lập tức, lấy lại tỉnh thân, Long Xuyên hưng phấn cúi người xuống ói, Lục tiên sinh, mời vào trong. Từ sớm họ đã nhìn thấy Lục Vân, mặc dù có chút nghỉ hoặc nhưng không chút lưu luyến hỏi, mà hỏi Long Diệp Tuyết về cơ duyên kia, lúc này họ mới nhận ra rằng, chàng trai trẻ này chính là đệ tử của đạo sĩ Thiên Huyền Tử. Nếu là đệ tử của đạo sĩ Thiên Huyền Tử, chắc hẳn y thuật của hắn cực kỳ cao minh. Long Xuyên tự nhiên không dám thất lễ. Lục Vân khoát tay nói, ngồi thì không cần, dẫn tôi đi xem bệnh nhân trước đi. Long Xuyên nghe Lục Vân nói lời này, lập tức gật đầu như trống lắc, nói, Lục tiên sinh mời bên này. Long Xuyên dẫn Lục Vân đến phòng của cha ông ấy, Long Thuyên. Long Thuyên chỉ còn lại hơi thở tàn, tuy không nói được nhưng mắt vẫn cử động được, tai vẫn nghe được. Long Xuyên đem thân phận của Lục Vân nói cho. Long Thuyên biết, Long Thuyên chớp chớp mắt, giống như muốn bày tỏ sự hoan nghênh với Lục Vân. Long Xuyên nói, ba, Lục tiên sinh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho người. Nói xong, ông ấy tránh sang một bên, quay người hướng về Lục Vân cung kính hành lễ, nói, Lục tiên sinh, xin mời. Lục Vân gật đầu nói, các người đi ra ngoài trước đi, để Long Diệp Tuyết ở lại giúp tôi một tay là được. Được. Long Xuyên không dám làm trái lời, đuổi mọi người ra khỏi phòng, ngữ khí trịnh trọng nói với Long Diệp Tuyết. Nhất định phải nghe theo lời dặn của Lục tiên sinh, Lục tiên sinh bảo con làm cái gì, liền làm cái đó, hiểu chưa? Long Diệp Tuyết gật đầu. Long Xuyên nói xong liền rời khỏi phòng. Lục Vân nhìn Long Diệp Tuyết, cười nói, không cần khẩn trương. Chẳng qua là cần cô giúp tôi một chuyện, cùng tôi giải đáp một tình huống cũng không phải chuyện đại sự gì. Lúc này Long Diệp Tuyết mới thở hắt ra một hơi. Cô ấy không biết gì về phương diện y học, sợ bản thân sẽ biến khéo thành vụng, nghe Lục Vân nói thế, mới thầm yên tâm. Lục Vân tiến lên giúp Long Thuyên bắt mạch, đặt ba ngón tay lên động mạch, dẫn chân khí men theo kinh mạch của ông ta để kiểm tra tình hình trong cơ thể. Kinh mạch xoắn suýt rối loạn. Hơn nữa bên trong cơ thể tất cả đều máu tụ, còn có một loại độc tố màu tím sẫm bám vào vị trí gần tim, ông nội cô có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Lục Vân chậm rãi nói. Long Diệp Tuyết đáp, từ lâu ông nội tôi đã bị trúng độc, ban đầu cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng sau khi cùng Bạch Long Vương đại chiến độc tố liền di chuyển đến vị trí gần tim. Nói xong, mặt mũi cô ấy trở nên vô cùng khẩn trương, hỏi, Lục tiên sinh, anh có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi không? Lục Vân tự tin cười nói, loại độc này đối với tôi căn bản không là gì cả, chữa khỏi cũng không thành vấn đề. Độc tố trong cơ thể Long Thuyên thật sự không độc lắm, nếu không dính vào tim thì căn bản không thành vấn đề lớn. Ngay từ đầu, độc của Long Thuyên quả thực không ở gần tim, chính là sau khi cùng Bạch Long Vương giao thủ, ông ta bị trọng thương, khí huyết sôi sục mới dẫn đến độc tốc di chuyển tới vị trí gần tim. Với năng lực của Thiên Huyền Tử, việc tiêu diệt tận gốc loại độc này hoàn toàn không thành vấn đề.
nhưng thiên huyền tử rất là danh mãnh, không loại bỏ chất độc mà khéo léo di chuyển chất độc đến một vị trí ẩn, còn dùng phương pháp đặc biệt phong bế nó lại. Như vậy, cho dù sau này Long Gia có tìm được thuốc giải, cũng không có khả năng tác động đến vị trí tố, bọn họ chỉ có thể chờ phong ấn giải trừ, độc tố chảy ngược về tim một lần nữa, mới có cơ hội giải độc. Sau khi thiên huyền tử thực hiện một số thao tác xảo quyệt như vậy, tất nhiên không cần lo lắng về việc Long Gia không nghe lời, sẽ luôn chăm sóc Tiêu Thấm để chờ đợi cơ duyên đó. Tất nhiên, Long Gia không biết về những điều này, họ vẫn coi thiên huyền tử tiên phong đạo cốt sao, như một ân nhân cứu mạng. Y nói dáng vẻ bên ngoài thanh cao, thoát tục, khiến cho người khác trông thấy phải đem lòng kính nể, quý trọng như tiên. Lục Vân thông qua việc quan sát dấu vết của chất độc bên trong cơ thể Long Thuyên, mới phát hiện ra điều này. Nhưng làm sao hắn có thể đem những thủ đoạn của thiên huyền tử phơi bày ra? Cho dù lão già đó có xấu xa thế nào đi chăng nữa thì lão vẫn là sư phụ của hắn. Lục Vân không những không tiết lộ ả thiên huyền tử mà còn ra vẻ thâm trầm nói một câu, Long Thuyên có thể sống đến bây giờ đã là một điều kỳ tích. Đợi đến lúc Long Diệc Tuyết hỏi, Lục Vân tỏ vẻ tự tin nói bản thân hắn loại bỏ chất độc này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn kia, không phải đang tỏ vẻ tài giỏi chứ? Nước mắt Long Diệc Tuyết rơi, cung kính cũng như kích động nhìn Lục Vân, nói, Lục tiên sinh, anh nói phải là sự thật không? Anh thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi sao? Nếu tôi trị khỏi bệnh, cô có hứa dùng thân thể để đáp không? Lục Vân cười chế giễu. Long Diệc Tuyết đỏ mặt, nghĩ rằng Lục Vân là em trai của Tiêu Thấm, cô và cô ấy còn là bạn tốt của nhau, nếu hắn thực sự chữa khỏi bệnh cho ông nội, hứa lấy thân thể để trả ơn cũng không phải không có khả năng. Thấy cô ấy vẫn còn suy nghĩ, Lục Vân vội ho một tiếng, nói cô Long, cô nên suy nghĩ về vấn đề này sau đi, giúp tôi đỡ ông nội cô ngồi dậy trước. A hát, được. Long Diệc Tuyết tỉnh táo lại, vội chạy tới đỡ ông nội ngồi dậy, sau khi trải qua trận đùa vừa rồi của Lục Vân, tâm trạng của cô đã thư thả không ít. Lục Vân lấy cây châm ra, đâm vào huyệt vị của Long Thuyên từng tấc một. Tuy Lục Vân có thể dễ dàng loại bỏ độc tố trong cơ thể Long Thuyên, nhưng kinh mạch của ông ta quá hỗn loạn, giống như mấy sợi dây gai xoắn vào nhau, chỉ có thể tách ra từng chút một. Lục Vân châm cứu vô cùng cẩn thận. Đả thông kinh mạch trọng yếu của Long Thuyên, cũng đã qua nửa ngày. Lục Vân thấy gần xong, liền nói, cô Long, đi lấy chậu lại đây cho ông nội cô nôn máu tụ. Long Diệc Tuyết gật đầu. Tình cờ thấy trong phòng có một cái chậu thường dùng để rửa mặt cho Long Thuyên, bèn mang qua đặt trước mặt ông ta. Lục Vân đặt lòng bàn tay lên lưng ông ta, âm thầm thi triển thần công không tên chuyên vào cơ thể ông ta. Nói về thần công không tên, tâm trạng Lục Vân có chút phức tạp. Công pháp quỷ dị này lại không có tên, được coi là công pháp chính đạo thì cũng quá bá đạo, năm đó, ngay cả kỹ năng huyết ma công của tà linh giáo chủ nó cũng có thể nuốt chửng, điều này mang lại cho Lục Vân không ít lợi ích. Nhưng nếu nói nó là tà phái công pháp thì cũng chưa chắc, nó đã giúp Lục Vân cứu không ít mạng người. Thực sự không biết nên đánh giá nó như thế nào. Lục Vân từ từ truyền chân khí vào cơ thể Long Thuyên, một lúc sau, chỉ thấy ông ta vốn đang hấp hối bỗng mở mắt ra, mặt đỏ bừng. Ngay sau đó, ông ta há miệng nôn ra một vũng máu màu tím đen. Đó là máu tụ trong cơ thể ông ta trộn lẫn với độc tố. Diệc Tuyết, sau khi Long ông ta nôn xong, đột nhiên gọi tên. Long Diệc Tuyết, điều này khiến Long Diệc Tuyết vui mừng khôn xiết. Hốc mắt lập tức ươn ướt. Trước đây, ông cô nằm trên giường không thể động đậy, nhiều nhất chỉ có thể chớp mắt vài cái, hiện tại lại có thể gọi tên Long Diệc Tuyết cô, chứng tỏ bệnh tình đã có tiến triển. Lục Vân nhắc nhở, tạm thời đừng nói chuyện, độc tố trong người ông vẫn còn lại một nửa tôi còn chưa xử lý xong. Long Thuyên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Huyền tiếp theo Lục Vân truyền chân khí của mình vào sau tim, một lúc sau, ông ta lại nôn ra một vũng máu màu đen tím. Bằng cách này, độc tố và máu tụ trong cơ thể Long Thuyên đã được loại bỏ có 9 phần, 1 phần 10 còn lại không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần Lục Vân kê nị đơn thuốc cho ông, duy trì uống trong một thời gian, chất độc còn lại sẽ tự bị loại bỏ. Lúc này vấn đề duy nhất còn lại của Long Thuyên là kinh mạch trong cơ thể bị xoắn lại, cần phải dựa vào ông A tự tháo gỡ. Lục Vân chỉ giúp ông ta gỡ bỏ một vài nút thắt quan trọng, không thể gỡ toàn bộ chúng. Thực ra, trong lòng Lục Vân biết rất rõ, sở dĩ kinh mạch của Long Thuyên như thế là do lão đạo sĩ. Để che giấu việc độc tố di chuyển,
Thiên Huyền Tử đã phong tỏa các huyệt đạo xung quanh, dẫn đến mỗi lần Long Thuyên vận công đến chỗ này đều đau đớn không ngừng. Theo thời gian, các kinh mạch chỗ huyệt vị bị phong tỏa sẽ dính lại với nhau, gần đây giải phong tỏa được. Giải trừ đó những chỗ bị dính lại hoạt động trở lại, dần dần ảnh hưởng đến các kinh mạch bình thường khác. Bởi vậy, kinh mạch của Long Thuyên mới trông như một mớ hỗn độn như vậy. Sau khi Lục Vân giúp ông ta tháo gỡ một số nút thắt quan trọng, phần còn lại để Long Thuyên tự dùng nội lực của mình tháo gỡ hoàn toàn không thành vấn đề, bởi vì những điểm đau đớn đã biến mất hoàn toàn. Lục tiên sinh, cảm ơn ngài đã cứu mạng. Long Thuyên cảm kích hướng về phía Lục Vân cúi đầu một cái, dập đầu sát vào thành giường. Nếu không phải Lục Vân ngăn lại, ông ta còn muốn quỳ xuống đất lạy hắn. Sau khi Lục Vân đỡ ông đứng dậy, Long Thuyên chậm rãi nhìn về hướng Long Diệp Tuyết, nói, Diệp Tuyết, Lục tiên sinh và sư phụ hắn chính là ân nhân cứu mạng của Long gia ta, ông mong con hãy cân nhắc một chút về yêu cầu vừa rồi của Lục tiên sinh. Yêu cầu? Long Diệp Tuyết hơi sửng sốt, hỏi, ông nội, ông nói yêu cầu gì ạ? Lục Vân cũng nhìn Long Thuyên với vẻ nghi ngờ. Như Long Diệp Tuyết đã nói, hẳn tới đây để hỗ trợ điều trị bệnh, hoàn toàn là vì Long gia đã chăm sóc chị sáu của hắn. Thậm chí còn không yêu cầu trả tiền hay đòi hỏi bất cứ yêu cầu gì khác. Hơn nữa, Lục Vân hoàn toàn không nhớ mình đã đưa ra yêu cầu khi nào. Long Thuyên nhớ lại nói, hai đứa hay quên quá rồi đấy. Mặc dù trước khi ông không thể động đậy cũng không thể nói nhưng lỗ tai của ông vẫn rất thính, rõ ràng. Nghe thấy hai đứa đang nói chuyện yêu đương. Hai bên nói chuyện yêu đương, Lục Vân và Long Diệp Tuyết đồng thời mở to mắt. Ngay sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của Long Diệp Tuyết đỏ bừng vì xấu hổ. Cô ấy xấu hổ nói, ông nội, ông đừng nói linh tinh nữa. Lúc nấy, Lục tiên sinh chỉ nói đùa thôi. Lục Vân cũng cười ngượng ngùng, đúng vậy, cháu cảm thấy chị Long quá căng thẳng cho nên cháu mới pha một câu nói đùa để chị ấy bớt căng thẳng thôi. Thật sao? Long Thuyên nghi ngờ. Lục Vân gật đầu và nói, ông thật sự hiểu lầm rồi. Thực ra nó giống như kiểu ở trong phòng phẫu thuật, khi bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thì thường trò chuyện với trợ lý để giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Đây là phần lớn trường hợp trong phòng phẫu thuật, vừa loay hoay với vết mổ chảy máu của bệnh nhân, vừa bàn xem mổ xong ăn gì, bít tết hay ruột già sao. Chỉ để làm dịu bầu không khí mà thôi. Bệnh nhân có thể cảm thấy khó chịu vì cảm thấy bác sĩ phẫu thuật chính quá thiếu tôn trọng mình, dám nói chuyện phiếm trong ca mổ mà không nghiêm túc chút nào. Trên thực tế, mọi người nên cảm thấy thực sự lo lắng khi không có ai trò chuyện mà chỉ còn lại âm thanh của dụng cụ phẫu thuật đưa qua đưa lại. Thấy hai người đều nói như vậy, Long Thuyên không khỏi thở dài nói, ông còn tưởng là thật, thật đáng tiếc. Hai, Lục Vân là đồ đệ của đạo trưởng Thiên Huyền Tử và cũng là vị cứu tỉnh của ông ta. Long Thuyên rất vui nếu như cuộc hôn nhân này thành. Đáng tiếc là, Long Thuyên vẫn không cam lòng lắm. Đột nhiên ông ta trợn tròn mắt, hỏi, vậy Lục tiên sinh, cậu có thích cô gái nào không? Ông ta cảm thấy một trò đùa cũng có thể trở thành nghiêm túc. Chỉ cần nam nữ chưa kết hôn thì mọi chuyện đều có thể. Thế là Long Thuyên hỏi. Khi ông ta hỏi câu này, Long Diệp Tuyết cũng ngước mắt lên nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân cười gượng, trả lời, cháu đã có người mình thích rồi ạ. Không chỉ có mà còn có rất nhiều, ít nhất là 7. Thì ra là thế, hai. Long Thuyên thở dài thườn thượt. Nghe được câu trả lời này, không biết vì sao Long Diệp Tuyết lại cảm thấy khó chịu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.